Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 9. Tề Đẳng Nhàn bật cười, lắc đầu hỏi, thật không biết cô lấy đâu ra cái cảm giác về sự ưu việt này thế. Tôi giúp tập đoàn Hướng Thị vì nhằm vào cô sao? Cô nghĩ nhiều rồi, cái đó chẳng qua là vì tôi phải thực hiện một lời hứa mà thôi. Môi Ngọc Tiểu Long nhẹ nhàng giật giật, rõ ràng là mang theo chút khinh thường, cô không hề tin vào lý do thoái thác này của Tề Đẳng Nhàn. Ngạo Tuyết là bạn tốt của tôi sẽ giúp cậu ấy, nếu anh vẫn tiếp tục bất mê chấp ngộ thì đến lúc đó cũng đừng trách tôi không lưu tình. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói. Tuy rằng cô có hơi kiêu ngạo một chút nhưng không phải người tâm địa xấu xa, tôi đây cũng nhắc nhở cô một câu. Tề Đẳng Nhàn khinh thường cười. Để từ Ngạo Tuyết thành thành thật thật cút về đế đô làm ăn buôn bán của cô ta, đừng có đánh chủ ý gì lên tập đoàn Hướng Thị nữa. Còn cả cô nữa, tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Nếu không tôi sợ Ngọc gia các cô mất công quá nhiều rồi tới lúc đó cô hết chỗ đặt chân. Nếu cô vẫn chấp mê bất ngộ, bị vả xương mặt thì cũng đừng oán trách tôi. Ngọc Tiểu Long chỉ cảm thấy mấy lời này phá lệ buồn cười, Tề Đẳng Nhàn chỉ là một cảnh ngục nhỏ mà thôi, lấy cái gì mà tranh đây. Có lẽ trên người hắn có vài điểm sáng đi nữa nhưng mấy cái đó ở trong mắt Ngọc Tiểu Long chẳng qua cũng chỉ là ánh sáng đom đóm, sao có thể so sánh được với ánh trăng trên cao cơ chứ. Được rồi, vậy tôi chờ anh. Lần này tôi sẽ rời khỏi Trung Hải một thời gian quay về đế đô, tập trung tài sản Ngọc gia lại. Đến lúc đó tôi muốn nhìn thử xem, dưới áp lực như Thái Sơn đè xuống như vậy thì anh có thể làm nên trò trống gì. Ngọc Tiểu Long đột nhiên ha hả cười, xoay người về hướng khác rời đi vừa nói, một người có lòng tự trọng là chuyện tốt nhưng lòng tự trọng quá cao khó tránh khỏi sẽ có vẻ lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Tề Đẳng Nhàn nhìn bóng dáng Ngọc Tiểu Long rời đi, khóe miệng mang theo tia cười khinh thường, cũng được, ở trong trận đại chiến giữa tập đoàn Hướng Thị và hai tập đoàn lớn này hãy nghiêm túc đấu một trận đi. Hướng tổng này, không phải tôi đã nhắc nhở cô rồi sao? Sao cô lại cứ không để trong lòng vậy chứ? Cô có biết hôm nay như vậy rất nguy hiểm hay không hả? Tề Đẳng Nhàn có chút bất đắc dĩ đi tới trước mặt Hướng Đông Tinh. Xin lỗi, là do tôi quá tự đại. Trên mặt Hướng Đông Tinh hiện lên một tia thẹn thùng hiếm thấy. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, thôi vậy, như thế cũng được, cứ như vậy cô cũng có thể hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Vương Hổ. Việc Hướng Đông Tinh xử lý chuyện tình cảm với Vương Hổ thật sự có hơi chút xu hướng chơi với lửa có ngày chết cháy khiến cho cô ta không còn gì để nói. Quả nhiên vẫn là Lý Vân Uyển nguyện ý nghe lời mình nhất, để cô ta chờ thì cô ta vẫn luôn chờ chỗ này. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Thấy Tề Đẳng Nhàn và Hướng Đông Tinh bình yên vô sự tiến lại, Lý Vân Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi ở trên đường cô ta gặp phải Ngọc Tiểu Long nên cô ta để Ngọc Tiểu Long lên núi xem thử. Hướng Đông Tinh hỏi, sao anh lại xuất hiện ở đây thế? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi nói rồi mà, tôi ở trong Sơn Trang Vân Đỉnh, vừa vặn nhìn thấy xe của cô nên đến nhìn qua một chút. Hướng Đông Tinh giật mình, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn có nhà ở trong Sơn Trang Vân Đỉnh. Vừa rồi anh với Ngọc Tiểu Long nói chuyện gì thế? Hướng Đông Tinh lại hỏi. Tôi hơi khát nước, cô không thấy khát hả? Về nhà uống cốc nước rồi hỏi tiếp. Tề Đẳng Nhàn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng Đông Tinh theo Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển tới trước cửa, Vân Đỉnh Thiên Cung, thì lại lắp bắp kinh hãi hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn vậy mà ở nơi này. Đây chính là căn biệt thự độc nhất vô nhị ở Trung Hải, năm đó lấy giá hải tỷ trên trời bán cho một người mua thần bí. Nghe nói địa vị của người mua này lớn đến kinh người. Anh ở chỗ này, Hướng Đông Tinh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, cảm thấy cái này chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, nhà ở có tốt như nào đi nữa chẳng phải cũng chỉ để cho người ở thôi sao. Lý Vân Uyển nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên kia của Hướng Đông Tinh thì trong lòng đắc ý, lúc trước khi mình biết Tề Đẳng Nhàn ở nơi này cũng kinh ngạc không kém gì cô ta. Không nghĩ tới nhân vật lớn như Hướng Đông Tinh cũng không ngoại lệ kinh ngạc như vậy. Hướng Đông Tinh bình tĩnh nói, có thể cho tôi mượn căn nhà này một ngày hay không? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người hỏi, cô muốn làm gì? Ra vẻ đó, Hướng Đông Tinh nói. Lý Vân Uyển thiếu chút nữa phun sạch cà phê ở trong miệng ra, không nghĩ tới Hướng Đông Tinh sẽ nói ra được lời như vậy. Hơn nữa, bản thân Hướng Đông Tinh đã trị giá hơn chục tỷ rồi, còn cần phải ra vẻ nữa sao? Tề Đẳng Nhàn cũng không hỏi han kỹ càng tỉ mỉ đã nói, cho cô mượn một ngày cũng được, nhưng cô phải bảo đảm lúc cô trả lại nó cho tôi không bị thiếu thứ gì cả.
Hướng Đông Tinh nói, đương nhiên, đấy là nguyên tắc. Tề Đẳng Nhàn cũng không nghĩ ra được Hướng Đông Tinh muốn dùng căn hộ này ra vẻ thế nào, nhưng không thể không nói căn biệt thự trị giá 2 tỷ này đích thật đủ để kiêu ngạo. Lúc trước Sở Vô Đạo cũng đủ xa hoa, dùng 2 tỷ mua nhà ở, lại tiêu mấy trăm triệu tới trang hoàng, chỉ riêng những chai rượu dưới hầm rượu thôi cũng sánh ngang với giá trị của một công ty nhỏ. Ngọc Tiểu Long chuẩn bị quay về đế đô gom góp tài sản của Ngọc gia, hồi quyết chiến cuối cùng cũng đến rồi. Tề Đẳng Nhàn nói với Hướng Đông Tinh, cô đã chuẩn bị tốt chưa? Những lời này hẳn là tôi nên hỏi anh mới phải, hiện giờ tập đoàn Hướng thị thiếu nhất chính là tiền. Tiền, tiền, Hướng Đông Tinh cường điệu liên tục 3 lần, hai mắt nhìn thẳng vào Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói, tôi bảo đảm với cô, thời điểm bọn họ ra tay cũng là lúc tiền sẽ được bổ sung vào chỗ trống. Hướng Đông Tinh hỏi, có thể có bao nhiêu? Ít nhất 50 tỷ, Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Lý Vân Uyển ở một bên nghe được thì hãi hùng khiếp vía, Tề Đẳng Nhàn vậy mà phải đưa tiền cho Hướng Đông Tinh, hơn nữa còn là 50 tỷ. Tên này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được? Cô ta rất tò mò nhưng cũng không chen vào giữa đoạn đối thoại của hai người. Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, nói thật ra tôi cảm thấy để cho bọn họ biết khó mà lui là tốt nhất. Dù sao nhiều tiền như vậy đổ vào thị trường thì không biết sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp vừa lẫn nhỏ bị ảnh hưởng. Nếu Hướng Đông Tinh không có tiền thì dễ nói, thế cục nghiêng về một bên, tập đoàn Hướng thị nị nuốt gọn. Nhưng trong tay Hướng Đông Tinh có tiền thì lại không giống nữa, một trận đại chiến có 102 này không biết sẽ liên lụy tới bao nhiêu xí nghiệp. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn rất muốn vả mặt Ngọc Tiểu Long nhưng cũng có tâm từ bi. Không muốn nhiều người vì trận chiến, thần tiên đánh nhau, này mà tan cửa nát nhà. Hòa bình là dựa vào đánh mà thành chứ không phải chỉ việc cầu là được, mấu chốt phải xem bọn họ làm thế nào đã. Hướng Đông Tinh bình tĩnh nói. Nói chuyện một lúc thì Hướng Đông Tinh mượn thẻ ra vào của Tề Đẳng Nhàn, sau đó lái xe rời khỏi, cũng nói cho Tề Đẳng Nhàn biết khi nào cô dùng thì sẽ nói trước cho hắn biết. Tề Đẳng Nhàn nhớ tới mấy lời nói cay của Ngọc Tiểu Long thì hơi lắc đầu cười. Lẩm bẩm nói, núi Thái Sơn đè đầu sao? Chỉ sợ thời điểm cô ép xuống lại phát hiện bên dưới chính là Tôn Đại Thánh, trực tiếp xốc ngược Thái Sơn cô lên thôi. Lý Vân Uyển hơi khó chịu nói, tôi còn chưa có thẻ ra vào mà anh cứ đưa cho Hướng Đông Tinh như vậy rồi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, cô không cần thẻ, cô chỉ cần đến lúc nào là tôi đều sẽ ra mở rộng cửa lúc ấy. Lý Vân Uyển cảm thấy mấy lời này có IQ rất cao, vì thì có chút tâm hoa nộ phóng. Vừa định chuẩn bị làm chút gì đó với Lý Vân Uyển thì Tề Đẳng Nhàn lại nhận được điện thoại của Tôn Thanh Huyền, nói là có một đại hội bái sư mời hắn nhất định phải tới, dù sao đi nữa cũng nhất định phải bái hắn làm thầy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy lão già đầu này cũng không dễ dàng gì, vì muốn học chút xíu từ chỗ hắn mà phải phô trương làm lớn như vậy, chính mình cũng không tiện từ chối cho lắm. Chỉ có thể thở dài đồng ý. Hầm rượu của Sở Vô Đạo ngày hôm nay bị Tề Đẳng Nhàn lấy ra đập hỏng không ít. Uống đến mức vỏ chai lăn lộn đầy đất, ngủ từ khi nào cũng không biết. Hôm sau lúc tỉnh lại, Tề Đẳng Nhàn mới phát hiện cả người Lý Vân Uyển đều dựa vào trong lòng mình ngủ, nhưng quần áo trên người lại một món cũng không thiếu, chẳng qua là có chút nhăn nhúm. Nhìn cũng khá đẹp đấy chứ, sợ cũng chỉ đến thế là cùng. Tề Đẳng Nhàn lấy tay từ trên đùi Lý Vân Uyển xuống, trong lòng lẩm bẩm một câu. Lý Vân Uyển cũng xoa xoa hai mắt của mình tỉnh lại. Phát hiện bản thân đang đeo trên người Tề Đẳng Nhàn nằm ở trên sofa thì hoảng sợ, vội vàng bật dậy, sau đó vỗ vỗ ngực, vẫn may, vẫn may. Vẫn may cái gì, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được hỏi. Vẫn may anh không phải loại không bằng cầm thú. Lý Vân Uyển híp mắt bật cười với Tề Đẳng Nhàn, cực kỳ đắc ý, cười tới mức hoa chi loạn chiến. Hoa chi loạn chiến, cười đến run rẩy cả người, cười đầy phóng túng, cười phá lên. Khóe mắt Tề Đẳng Nhàn giật giật. Nếu không phải tại tối qua uống quá nhiều thì hắn nhất định sẽ không bằng cầm thú thật, còn khẳng định cầm thú hơn cả cầm thú. Nếu không sáng nay người phụ nữ này cũng chưa chắc có thể cười được, nói không chừng còn khóc lóc kéo góc chăn bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Ngẫm lại còn thấy rất ổn nữa. Rượu của Sở Vô Đạo tất cả đều là thượng phẩm, chẳng sợ hôm qua uống đến bất tỉnh nhân sự đi nữa thì cảm giác đau đầu kịch liệt sau khi tỉnh dậy hai người đều không có. Chỉ thấy lúc tỉnh lại vẫn rất tỉnh táo như chưa hề uống rượu vậy. Di động của Tề Đẳng Nhàn vang lên, là Tôn Thanh Huyền gọi tới, nghe thấy ông ta nói, Tề Đại Sư, tôi đã sắp xếp xong ở phòng hội nghị lớn trong khách sạn Thiên Địa rồi,
cũng mời tới một số bạn bè hỗ trợ làm chứng giúp. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nói, Tôn tiên sinh, ông không cần làm long trọng như vậy đâu. Ông muốn học cái gì thì tôi đây dạy cho ông là được. Hơn nữa y thuật của ông cũng ở trên tôi, khẳng định tôi cũng chẳng dạy ông được thứ gì ra hồn. Nhiều lắm cũng chỉ là nhiều hơn chút kiến thức cùng với nhìn thấy nhiều chứng bệnh khó hiểu mà thôi, không cần phải phô trương làm lớn như vậy đâu. Tôn Thanh Huyền lại nói, nếu tôi đã thành tâm muốn học thì nhất định phải chuẩn bị tốt trong các trường hợp. Mời Tề Đại Sư đúng 11 giờ tới, thị trưởng Hoàng cũng sẽ tới để làm chứng cho việc này. Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể luôn mồm đồng ý, nhìn lại thời gian thấy còn sớm nên thong thả ung dung rửa mặt chải đầu một phen rồi qua cũng không muộn. Lý Vân Huyền thừa lúc Tề Đẳng Nhàn đang nói chuyện điện thoại thì cũng đã thu thập xong xuôi, ra ngoài lại là mỹ nữ dạng người nói, tôi tới công ty, có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tề Đẳng Nhàn cho tập đoàn Mộc Tử một hạng mục có thể kiếm được 1-2 ngàn vạn, gần đây Lý Vân Huyền đều nhìn chằm chằm vào tiến trình của hạng mục này, tranh thủ có thể kiếm tiền về sớm một chút. Cô ta ngồi xổm ở cửa đi lại giày cao gót của mình, đường cong thân thể vì cúi người mà được phác họa đến mức có hơi kích bạo. Đi giày xong xuôi rồi Lý Vân Huyền xoay người lại, duỗi tay ôm cổ Tề Đẳng Nhàn cười hì hì nói, anh có phải hơi thất vọng một chút hay không? Tôi thất vọng cái gì? Tề Đẳng Nhàn thắc mắc không hiểu gì cả. Lý Vân Huyền lại dùng sức một chút kéo đầu hắn tới gần mình, sau đó hung hăng hôn lên một cái giòn tan. Không chờ Tề Đẳng Nhàn hoàn hồn lại, Lý Vân Huyền đã buông tay ra, tiếng cười như chuông bước ra khỏi cửa lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đôi chân thon dài uốn lượn phối hợp với mông cong để lại cho Tề Đẳng Nhàn một bóng dáng hoàn mỹ. Mẹ nó, người phụ nữ này thành tinh rồi hả? Sau khi người đi rồi, Tề Đẳng Nhàn nhấc chân đá một cái làm ghế dựa ngã lăn ra. Ngày hôm qua tôi uống đến mức say như vậy chính là sự việc chưa từng xảy ra trước đây đâu. Bên môi còn sót lại chút son của Lý Vân Huyền, cùng với những ly rượu vang đỏ tối qua lưu lại một chút hương rượu. Tâm tình của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên tốt lên. Dọn dẹp một chút cho thỏa đáng rồi tới tiệc rượu ở đại sảnh hội nghị trong khách sạn Thiên Địa. Rất nhanh đã tới khách sạn Thiên Địa, hắn vừa tiến vào đại sảnh hội nghị đã thấy người của Kiều Gia và Kiều Thu Mộng đều đang thấp thỏm chờ đợi gì đó. Anh lại biết được tin tức từ đâu ra mà chạy tới đây gây sự hả? Kiều Thanh Vũ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì khinh thường cười lạnh hỏi. Kiều Thu Mộng cũng không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn sẽ xuất hiện ở đây. Hôm đó lúc Tôn Thanh Huyền xem bệnh cho Kiều lão gia tử thì hắn đã rời đi rồi. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi đáp, Tôn Thanh Huyền muốn bái tôi làm thầy, hay là tôi không nên tới đây? Khiến ông ta không thể bái sư được. Lời này của Tề Đẳng Nhàn vừa ra khiến người xung quanh ngẩn người, sau đó một đám thi nhau bật cười ha hả. Kiều Thu Mộng đỏ mặt, trực tiếp cúi thấp đầu xuống, hận không thể không quen biết người tên Tề Đẳng Nhàn này. Tôn Thanh Huyền muốn bái một người tên Tề Đại Sư có y thuật cao minh làm thầy, có liên quan gì đến tên cảnh ngục như hắn đâu. Ha 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 cười chết tôi rồi, không nghĩ tới anh dám nói như vậy thật. Thật sự cho rằng mình và Đại Sư kia có họ giống nhau thì có thể đi nói lung tung khắp nơi đúng không? Cẩn thận Tề Đại Sư đánh vỡ mồm của anh đấy. Anh cái đồ không biết xấu hổ này, chỉ vừa khéo cùng họ với Tề Đại Sư thì lập tức chạy tới đây ăn vạ người ta hả? Có thấy mất mặt hay không vậy? Người Kiều gia đều nhìn không được trào phúng hắn, một đám dùng ánh mắt hài hước nhìn Tề Đẳng Nhàn. Kiều Thu Mộng nhấp môi, trầm giọng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh có thể bớt tranh cãi lại một chút đi được không? Anh không nói thì cũng sẽ không có ai bảo anh bị câm đâu. Tề Đẳng Nhàn vốn còn định mỉa mai đáp trả nhưng nghe thấy Kiều Thu Mộng nói vậy thì chỉ nhún vai, lười nói thêm. Đúng lúc này đệ tử của Tôn Thanh Huyền, Tôn Hữu Vi đi tới. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì cười lạnh nói, không nghĩ tới ngày đó đúng thật là bị cậu nói trúng phóc, bệnh của Kiều lão gia tử thuộc về dạng bệnh khó hiểu, đích xác không thể dùng phương pháp như trước kia để giải quyết. Tề Đẳng Nhàn chỉ liếc anh ta một cái, lười nói chuyện. Nhưng chốc nữa cậu không cần phải mở mồm nói chuyện đâu. Hôm nay là ngày tốt của sư phụ Tôn Thanh Huyền của tôi, nếu anh dám quấy rối thì tôi sẽ trực tiếp ném văng cậu từ đâu ra ngoài. Sư phụ của tôi muốn bái Tề Đại Sư làm thầy, hy vọng mọi người có thể làm chứng thật tốt. Lát nữa sư phụ sẽ mời Tề Đại Sư ra tay trần bệnh khó hiểu của Kiều lão gia tử, các vị cũng có thể được mở mang tầm mắt. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, lắc lắc đầu nói, Tề Đại Sư chẳng qua là do Tôn tiên sinh tán thưởng lên thôi. Câm miệng,
Cậu là ai mà cũng dám nghi ngờ Tề đại sư? Tề đại sư là người mà đến sư phụ tôi cũng than thở là bản lĩnh không bằng, cậu cảm thấy bản lĩnh của mình còn cao hơn người ta nữa sao? Có được tư cách đánh giá nhân vật như người trời của Tề đại sư? Tôn Hữu vì giận dữ quay đầu chỉ vào Tề Đẳng Nhàn quát lớn. Kiều Thanh Vũ cũng nói, Tề Đẳng Nhàn anh mau câm miệng lại đi. Ông nội còn đang chờ được Tề đại sư chữa bệnh, nếu ông nội có bất trắc gì thì anh và Kiều Thu Mộng lập tức cút ra khỏi Kiều gia đi. Sắc mặt của Kiều Thu Mộng cũng cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn nói, anh nói ít vài câu đi. Tề Đẳng Nhàn dứt khoát ngồi hẳn xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, việc gì phải làm đến phức tạp như vậy chứ? Một lúc sau, Tôn Thanh Huyền mặc một thân trang phục nhà Đường lên sân khấu. Tôn đại sư, mọi người nhìn thấy Tôn Thanh Huyền thì đều cung kính gọi một tiếng. Tôn Thanh Huyền lại lắc đầu cười, hôm nay tôi muốn bái Tề đại sư làm thầy nên không đảm đương nổi hai chữ đại sư này được đâu, các vị không cần gọi tôi như vậy. Mọi người đều cảm thấy là Tôn Thanh Huyền đang khiêm tốn, đồng thời cũng càng thêm mong đợi. Vị Tề đại sư này là thần thánh phương nào thế? Có thể khiến Tôn Thanh Huyền dùng lễ long trọng như vậy tiếp đón. Ánh mắt cùng với thủ đoạn của Tề đại sư lão Tôn ta đây đã từng được thấy qua, xứng đáng với người xuất sắc nhất. Lúc trước bệnh nặng của thị trưởng Hoàng do Tôn Mỗ dùng thuốc dẫn là Hà Thủ Ô trăm năm. Cuối cùng nhờ Tề đại sư một chân đá thị trưởng Hoàng bệnh tình đang nguy kịch bức hết máu độc ra. Tôn Thanh Huyền ở phía trước kể lại sự việc kia khiến một đám người y giả cùng với nhân vật nổi tiếng tới xem đều nhấc tâm trí lên. Tề đại sư này thần kỳ như vậy sao? Chỉ một chân đã giải quyết được bệnh tình nguy kịch của Hoàng Văn Lãng, đây chính là người thiếu chút nữa khiến Tôn Thanh Huyền thất thủ đấy. Tôn Hữu Vi cười cười nói với mấy người Kiều gia, mấy người nghe thấy rồi chứ? Bản lĩnh của Tề đại sư tuyệt diệu biết bao nhiêu? Có một số người không biết xấu hổ mất mặt, dám nói Tề đại sư chỉ là ba chữ tán thưởng mà thôi. Ha ha ha, giờ thì sao, bị vả mặt rồi. Người Kiều gia cũng khinh thường nhìn Tề Đẳng Nhàn, một đám ghét bỏ ra mặt, cảm thấy người này vừa không có bản lĩnh còn đen đủi, ngay cả Tề đại sư mà Tôn Thanh Huyền kính trọng như vậy cũng dám nói được. Tôi thấy chính là có người muốn nhìn thấy lão gia tử nhà chúng ta xảy ra chuyện phải không? Bụng dạ khó lường, lòng người hạn hẹp, tôi cảm thấy chính là hắn cố ý làm vậy, muốn chọc giận Tề đại sư, sau đó khiến lão gia tử không được ai trị bệnh. Loại bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa này sao có thể tiến vào Kiều gia của chúng ta được? Phải đuổi hắn đi sớm một chút mới đúng. Vẻ mặt của Tề Đẳng Nhàn lại không sao cả, mấy lời nói rác rưởi như vậy cũng chỉ có mấy nhân tài cũng rác rưởi không kém mới dám nói ra, sao mình có thể so đo với một lũ rác rưởi được đây? Tôn Thanh Huyền lại ho khan một tiếng ngay lúc này, nói, hôm nay tôi mời mọi người tới, mời thị trưởng Hoàng tới là hy vọng mọi người có thể chứng kiến thời khắc tôi bái sư. Đồng thời cũng mời Tề đại sư tới. Hiện giờ xin mời Tề đại sư tiến vào. Tề Đẳng Nhàn lại ngay lúc này bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị đi lên phía trước. Kiều Thu Mộng cả kinh, hung hăng kéo Tề Đẳng Nhàn lại, trầm giọng nói, anh điên rồi sao? Gây sự vào lúc này. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi chính là Tề đại sư trong miệng bọn họ. Kiều Thanh Vũ ha ha cười, nếu anh thật sự là Tề đại sư thì tôi đây chính là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế. Cái đồ phế vật này mau ngồi xuống cho tôi, đừng có mà ném thể diện của Kiều gia chúng tôi. Chọc giận Tôn tiên sinh và thị trưởng Hoàng, còn cả Tề đại sư nữa, cậu chịu trách nhiệm nổi sao? Kiều Thu Mộng cũng có chút nôn nóng, kinh giận đan sen nói, Tề Đẳng Nhàn, anh có thể nào đừng náo loạn nữa được không? Tôn Hữu Vi ở một bên lại cười lạnh nói, vừa rồi vẫn còn nói gì Tề đại sư, giờ lại bắt đầu giả danh Tề đại sư rồi sao? Ha ha! Thật không biết cậu ra mặt dày như thế đấy. Tề Đẳng Nhàn lại lười để ý mấy người này, chậm rãi đi đến phía trước. Xong rồi, Kiều Thu Mộng, sao cô còn không nhanh chóng giữ chặt hắn lại? Kiều Thanh Vũ cuồng loạn gầm nhẹ lên, trên mặt là nét sợ hãi. Kiều Thu Mộng vừa muốn tiến lên thì Tề Đẳng Nhàn đã đi tới trước người Tôn Thanh Huyền. Tôn Thanh Huyền lại khom lưng một cái với Tề Đẳng Nhàn, hai tay ôm quyền trầm giọng nói, đệ tử Tôn Thanh Huyền. Bái kiến Tề đại sư. Oanh! Hiện trường sôi trào một chút, mấy người Tôn Thanh Huyền mời tới đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tề đại sư lại là một người trẻ tuổi như vậy. Bọn họ còn cho rằng vị Tề đại sư này nên là một người tiên phong đạo cốt 7-80 tuổi, nào có nghĩ đến người nọ trẻ tuổi như vậy đâu.
thị trưởng Hoàng cũng ha hả cười với Tề Đẳng Nhàn, Tề đại sư, hôm nay cậu nhất định phải đồng ý với Tôn tiên sinh đấy, ông ta vì muốn bái cậu làm thầy mà tốn không ít tâm huyết đâu. Nghe thấy Hoàng Văn Lãng mở miệng nói vậy, mọi người càng thêm chấn động, đây chính là Tề đại sư hàng thật giá thật. Người Kiều gia lại càng thêm mộng bức, mỗi một người đều tựa như nuốt xuống một quả bom vào bụng, đầu bị nổ đến ong ong kêu. Hắn là Tề đại sư, làm sao có thể, Tôn Hữu Vi cũng khiếp sợ lẩm bẩm, đồng thời trong lòng cũng giật nảy lên. Nếu Tôn Thanh Huyền bái Tề Đẳng Nhàn làm sư phụ, vậy dựa theo bối phận thì không phải Tề Đẳng Nhàn chính là sư công của anh ta sao? Vừa rồi anh ta còn nói những lời cợt nhả đó ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn nữa, nói không chừng người ta sẽ nhớ đến anh ta như nào đây. Kiều Thu Mộng cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa ngồi ở trên ghế thất thần, lẩm bẩm nói, hắn. Tề Đẳng Nhàn, Tề đại sư. Vậy mà hắn chính là Tề đại sư. Thật sự là Tề đại sư. Sắc mặt của những người Kiều gia còn lại cũng cực kỳ xuất sắc. Tôn tiên sinh, ở trên phương diện y thuật kia kỳ thật tôi không bằng được ông, chẳng qua là tiếp xúc với người tương đối nhiều nên mới hiểu biết cũng tương đối nhiều mà thôi. Tề Đẳng Nhàn thái độ khiêm tốn lắc đầu. Tề đại sư nói đùa rồi, còn mời ngài nhận tôi làm đồ đệ. Tôn Thanh Huyền rất có thành ý nói. Hoàng Văn Lãng cũng ở một bên hát đệm vào, Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười nói, vậy được rồi, tôi đây đành nhận người đồ đệ là ông vậy, những gì có thể dạy đều sẽ dạy lại cho ông. Tôn Thanh Huyền vui mừng, sau đó mời Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống ghế, chuẩn bị quỳ lạy mời trà. Hiện giờ cũng không phải xã hội phong kiến, quỳ xuống này kia tôi không thích, hơn nữa tuổi tác của ông cũng đã cao, tôi sợ ông quỳ tôi sẽ giảm thọ. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay ra đỡ không để Tôn Thanh Huyền quỳ xuống, nhận chén trà uống một hơi cạn sạch xem như hoàn thành lễ bái sư. Tôn Thanh Huyền ý cười đầy mặt, ôm quyền nói với Tề Đẳng Nhàn, sư phụ. Chúc mừng Tôn tiên sinh bái sư thành công. Chúc mừng Tề đại sư thu được ái đồ. Chúc mừng, chúc mừng. Nhóm khán giả chứng kiến sôi nổi vỗ tay. Người Kiều gia chết lặng cũng máy móc vô thức vỗ tay theo. Bọn họ nào có nghĩ tới Tề đại sư Tôn Thanh Huyền một lòng muốn bái làm thầy, người bọn họ khổ tâm muốn nịnh bợ lại thật sự chính là Tề Đẳng Nhàn đâu. Kiều Thu Mộng như rơi vào trong mộng, đầu óc mơ màng hồ đồ, cả người đều có cảm giác choáng váng. Hận không thể tự tát bản thân mình hai cái xem có phải thật sự đang nằm mơ hay không. Cái này thì có gì ghê gớm chứ, chỉ là y thuật thôi mà. Y thuật cũng chẳng đại biểu cho quyền lực, Kiều Thanh Vũ ở một bên hừ lạnh một tiếng, vẫn rất ngoan cố nói. Người Kiều gia cũng gật đầu theo, cũng dùng ý nghĩ như vậy tới an ủi chính mình. Tôn Thanh Huyền dẫn Tôn Hữu Vi tới, nói, đây là đệ tử Tôn Hữu Vi của tôi, Tôn Hữu Vi, con còn không mau hành lễ với sư công. Tôn Hữu Vi căng ra đầu dâng trà, đồ tôn Tôn Hữu Vi gặp qua sư công. Ha, Tề Đẳng Nhàn cười gượng hai tiếng, cảm thấy có chút quái dị, tuổi chính mình chẳng lớn bao nhiêu mà lại có một lão đồ đệ như vậy, còn có một đồ tôn tuổi so với mình còn lớn hơn, ngẫm lại cũng đều thấy thật buồn cười. Tôn Thanh Huyền nghiêm mặt nói, sư phụ, tôi có chứng bệnh khó giải muốn mời ngài tới giải quyết mới là chính sự. Tề Đẳng Nhàn nói, ồ, là Kiều lão gia tử của Kiều gia. Chứng bệnh đó của ông ta tôi cũng chưa từng thấy qua, cho nên chỉ đành mời ngài phải ra tay. Tôn Thanh Huyền thở dài. Người Kiều gia nghe thấy mấy lời này đều một trận xấu hổ. Lúc trước Kiều lão gia tử phát bệnh Tề Đẳng Nhàn cũng từng mở miệng nói, nhưng lại bị bọn họ trào phúng các kiểu, thậm chí bảo Kiều Thu Mộng đuổi hắn đi. Hiện tại cầu đi cầu lại vẫn là cầu tới trên đầu Tề Đẳng Nhàn. Kiều lão gia tử là ông nội của vợ tôi nên trị. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Sắc mặt Kiều Thu Mộng đỏ lên, không phải bởi vì thẹn thùng mà là vì nghĩ lại những lời nói lúc trước mình từng nói, cảm thấy hổ thẹn. Tôn Thanh Huyền hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Người Kiều gia bên này đỡ Kiều lão gia tử tới hiện trường, sau đó Tề Đẳng Nhàn bắt đầu thi cứu. Bệnh của Kiều lão gia tử là do tà khí nhập thể, Tề Đẳng Nhàn giải thích đơn giản cho Tôn Thanh Huyền một lúc, sau đó tiện tay lật xem mấy thứ tùy thân mà Kiều lão gia tử đeo. Rồi tháo xuống một chuỗi hạt châu trên cổ tay ông ta xuống. Hạt châu này dùng đầu lâu người mài rũa mà thành lại bị mấy người xem thành Phật châu. Vật này bản thân vốn chứa sát khí nghiêm trọng, lại đeo mỗi ngày nên mới dẫn tới tình huống như hiện tại. Tề Đẳng Nhàn nói, trực tiếp ném chuỗi hạt qua một bên. Tôn Thanh Huyền nhìn không được hỏi, dựa vào cái gì mà chắc chắn rằng đây là do tà khí nhập thể. Đơn giản,
chỉ là khí tức mà thôi, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Hắn vừa giải thích vừa xoa bóp lưng giúp Kiều lão gia tử, chưa tới 10 phút Kiều lão gia tử phun ra một ngụm máu đen, cả người cũng theo đó mà tỉnh lại. Những người vây xem nhìn thấy đều cảm thán thủ đoạn của Tề Đẳng Nhàn lợi hại. Sắc mặt của mấy người Kiều gia lại vi diệu xấu hổ, một đám toàn bộ biến thành người câm không nói được một câu, chờ sau khi lão gia tử tỉnh lại thì vội vàng nói lời cảm tạ rồi mang người rời đi. Chỉ có Kiều Thu Mộng nán lại. Thật xin lỗi vì lúc trước hiểu lầm anh, không tin tưởng anh. Kiều Thu Mộng nhìn Tề Đẳng Nhàn thở dài, ngữ khí chân thành nói xin lỗi. Không sao cả, dù gì cũng chẳng phải lần một lần hai. Tề Đẳng Nhàn cười cười không sao cả đáp. Kiều Thu Mộng bị câu này của Tề Đẳng Nhàn làm cho sửng sốt, sau đó nhịn không được có chút tức giận nói, Tề Đẳng Nhàn, mặc dù anh có chút bản lĩnh thật đấy, nhưng cũng đừng có mà cậy tài khinh người. Xã hội này phải có tiền có quyền mới có thể có chỗ chạm chân. Kỹ năng này kia cùng lắm cũng chỉ có thể dùng để phòng thân chứ chẳng thể dựa vào. Nếu anh cho rằng có thể dựa vào đó mà khiến tôi hồi tâm chuyển ý thì không khỏi quá coi thường Kiều Thu Mộng tôi rồi. Nói xong lời này thì cô ta hung hăng quay người, tức giận tới mức mặt đỏ bừng. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, được rồi, không cần phải tức giận, tôi biết cô không vừa mắt tôi. Nhưng chúng ta ít nhiều gì cũng từng là bạn tốt lúc nhỏ. Hiện tại thái độ đối với tôi như vậy của cô chẳng qua là vì chú Kiều không để ý tới ý kiến của cô mà ép cô kết hôn với tôi mà thôi. Tôi cũng đã dần dần thấy rõ tôi muốn gì, muốn làm gì rồi, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với chú Kiều. Hy vọng đến lúc đó mọi người vẫn có thể làm bạn bè. Kiều Thu Mộng nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn thì trong lòng hơi hoang mang đến mức có chút khó chịu, thậm chí còn có cảm giác buồn bã mất mát. Muốn nói lý hôn cũng phải do tôi mở miệng trước, Kiều Thu Mộng hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu cao ngạo rời đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn bóng dáng của cô ta thì có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn ăn một bữa cơm với đám Tôn Thanh Huyền và Hoàng Văn Lãng, sau đó thì nhận được điện thoại của Hướng Đông Tinh gọi tới. Hướng Đông Tinh nói, ngày mai tôi muốn mượn căn biệt thự kia của anh một chút, mở một buổi tiệc nhỏ. Có thể, dù sao cũng đã đồng ý với cô rồi, cô dùng để làm gì tôi cũng không ý kiến. Nhưng sau khi dùng xong thì phải thu dọn sạch sẽ lại cho tôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Đương nhiên, Hướng Đông Tinh nói. Vân Đỉnh Thiên Cung của Sơn Trang Vân Đỉnh không thể nghi ngờ gì chính là một vũ khí sắc bén, dù sao cũng là căn biệt thự hoành tráng nhất của Trung Hải. Hơn nữa còn có quan hệ với Sở Vô Đạo. Hướng Đông Tinh mượn căn biệt thự này tổ chức một buổi party nhỏ không nghi ngờ gì sẽ khiến Vương Hổ và Từ Ngạo Tuyết sinh ra liên tưởng khác, đặc biệt là Từ Ngạo Tuyết, dù sao cô ta cũng từ miệng của Long Á Nam biết được rằng căn biệt thự này là của Sở Vô Đạo. Đến lúc đó sẽ không tránh khỏi liên tưởng tới việc Hướng Đông Tinh có quan hệ gì đó với Sở Vô Đạo, người nọ liệu có nhúng tay can thiệp vào đấu tranh thương nghiệp giữa bọn họ hay không. Hướng Đông Tinh muốn mời tất cả doanh nhân lớn lớn bé bé và nhóm nhân vật nổi tiếng ở Trung Hải tới dự bữa tiệc này, một khi vũ khí sắc bén mang tên, Vân Đỉnh Thiên Cung, này ra tay thì tất nhiên phải thu về lợi ích lớn nhất mới được. Hiện tại tập đoàn Hướng Thị chính là đang không được xem trọng. Tập đoàn Hổ Môn có thế lực Long Môn làm chỗ dựa, thực lực không tầm thường, tập đoàn Từ Thị lại có bối cảnh đến từ Đế Đô, lần này còn do đích thân Từ Ngạo Tuyết, Ngự Giá Thân Trinh, đến. Đối mặt với hai người này ở trong mắt của mọi người thì phần thắng của tập đoàn Hướng Thị là cực kỳ nhỏ. Buổi chiều, Tề Đẳng Nhàn bị Kiều Quốc Đào gọi tới ăn cơm chiều. TV mở phát ra tin tức trong tỉnh Đông Hải. Tỉnh Đông Hải đưa tin mới nhất, tỉnh trưởng Dương Tiên Sinh tổ chức hội đàm các lãnh đạo trong tỉnh, cũng chứng thực phát triển hạng mục đặc khu thương mại. Hạng mục này triển khai ở Trung Hải. Tỉnh trưởng Dương chờ lãnh đạo thành phố Trung Hải quy hoạch lại khu đất thung lũng giết người phát triển thành đặc khu trung tâm thương nghiệp, ít ngày nữa sẽ tiến hành nghi thức khởi công. Tỉnh trưởng Dương bày tỏ đặc khu thương nghiệp sẽ là trọng tâm trong vòng 5 năm tới của tỉnh Đông Hải chúng ta. Bản thảo tin tức người chủ trì hữu lực len keng nói vốn dĩ mọi người đều không để ý tới, nhưng dần dần biểu tình trên mặt đều động lại. Kiều Quốc Đào khiếp sợ vô cùng nói, thật hay giả. Thung lũng giết người sẽ trở thành quy hoạch trọng điểm của tỉnh. Bàng Tú Vân càng phát điên lên kinh hô, không phải lúc trước chúng ta có mấy trăm mẫu đất sao? Những mẫu đất đó đâu? Mẹ, những mẫu đất đó đều đã bán đi, toàn bộ đều bán hết cho tập đoàn Hướng Thị rồi. Mẹ quên rồi sao? Sắc mặt Kiều Thu Mộng có chút trắng bệch nhấp môi nói.
Tề Đẳng Nhàn lại cực kỳ trấn định tự nhiên, tin tức này hắn đã sớm biết được từ trong miệng của Hoàng Văn Lãng rồi. Chẳng qua đến hiện tại mới công khai tin tức này mà thôi, hiển nhiên là miếng đất đó đã phân phối xong lợi ích Trần Ai Lạc định rồi. Kiều Thu Mộng nói xong lời này thì quay đầu phức tạp nhìn Tề Đẳng Nhàn, khó chịu nói không nên lời. Lúc trước Tề Đẳng Nhàn cường điệu không chỉ một lần rằng miếng đất thung lũng giết người kia sẽ là trọng khu trong tương lai, nhưng mà không một ai để lời nói của hắn ở trong lòng. Hiện giờ tin tức đưa tin nhưng mà đã thuộc về người khác. Tề Đẳng Nhàn, con rể tốt, cậu có thể tới tìm hướng tổng mang đất về được không? Chúng ta thu hồi gấp đôi cũng được. Bàng Tú Vân cười ha hả với Tề Đẳng Nhàn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Dì Bàng, chuyện này không dễ làm đâu. Dì cảm thấy hướng tổng sẽ thả về sao? Tề Đẳng Nhàn cười khổ nói. Sắc mặt Bàng Tú Vân biến đổi, cả giận nói, cậu là cái đồ phế vật, ngay cả việc nhỏ như này cũng không làm được sao? Tôi thấy chính là do cậu hợp tác với hướng Đông Tinh lừa tiền của Kiều gia chúng ta thì có. Sắc mặt Kiều Quốc Đào không vui vẫy vẫy tay, nói, lúc trước Đẳng Nhàn đã nói qua khối đất này sẽ đáng giá nhưng mọi người đều không tin tưởng, bao gồm cả tôi với bà ở trong đó, hiện tại còn nói cái gì? Kiều Thu Mộng cũng thở dài, mẹ, khối đất này khẳng định là không thể trở về được nữa, chẳng sợ bình thường Tề Đẳng Nhàn có quan hệ tốt với hướng tổng như nào đi chăng nữa thì hướng tổng cũng sẽ không gật đầu đâu. Vậy nghĩ cách đạt thành hợp tác với tập đoàn Hướng Thị, bắt được một tấm vé vào cửa phân chia khối đất này, đây chính là cơ hội tốt, trăm triệu không thể bỏ lỡ. Bàng Tú Vân gấp đến mức vò đầu bứt tai. Trong lòng bà ta hối hận không thôi, nếu biết trước vậy thì đã nghe theo Tề Đẳng Nhàn rồi, tùy tiện giữ lại trong tay mấy chục mẫu cũng được, hiện tại cũng có thể phất lên rất nhanh đó. Trong mắt Bàng Tú Vân chuyển động nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nói, đúng rồi. Không phải lúc trước cậu thu mua đất trong tay nhóm thân thích sao? Tổng cộng cũng phải 200 mẫu đi. Đúng rồi, cũng đều cho hướng tổng toàn bộ rồi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Cậu là cái đồ phế vật không có tiền đồ. Cậu biết rõ miếng đất kia sẽ rất đáng giá, vậy mà còn chắp tay nhường cho người ngoài. Bàng Tú Vân tức đến mức muốn hộc máu. Kiều Quốc Đào lại hung hăng vỗ xuống bàn một cái, lạnh lùng nói, Tú Vân, miếng đất kia là của Đẳng Nhàn. Nó muốn xử lý thế nào là việc của nó, bà không cần phải xen vào. Đắc chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh. Đắc chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh, nó được hiểu nôm na với câu, may thì được, không thì là số phận. Nếu chúng ta đã không có mệnh phát tài này thì cũng chỉ có thể nhận. Tề Đẳng Nhàn cười cười, hắn cảm thấy loại tâm tính này của Kiều Quốc Đào rất tốt. Kiều Thu Mộng một câu cũng không nói. Lúc này cô ta lại có cảm giác áy náy không chỗ dụng thân ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Kiều gia vụt mất một cơ hội phất nhanh khiến Tề Đẳng Nhàn cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao những lời nên nói cũng đã nói, bọn họ không nghe thì có biện pháp nào đâu. Nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn gọi một cuộc điện thoại tới Tiên Lai Capital để quản lý cao cấp trong công ty nhìn thử xem có hạng mục nào thích hợp để phân cho tập đoàn Kiều Thị hoặc là vài mẫu đất nhỏ hay không. Thật ra trong tay hắn còn 100 mẫu đất nhưng đã đồng ý để cho Lý Vân Uyển tới xử lý rồi nên đương nhiên không thể đổi ý thu về được. Kết quả nghe thấy quản lý nói hướng Đông Tinh đã sắp xếp xong rồi. Cái này khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy hướng Đông Tinh là một người có IQ cao. Cũng bởi vì tin tức này mà Tiên Lai Capital bỗng nhiên thành danh sau một đêm. Công ty vốn không có người chú ý tới sau khi có tin tức nháy mắt biến thành bánh trái thơm ngon. Người tới muốn nhận lời hòa đàm hợp tác nhiều như cá giết qua sông. Qua, ngài Tề, anh cũng ghê gớm quá rồi, có thấy tin tức hôm nay không? Thung lũng giết người thật sự trở thành con đường hoàng kim rồi. Lý Vân Uyển gọi điện cho Tề Đẳng Nhàn, vui mừng tới mức không sao tả được. Tuy rằng lúc trước cô ta nhất mực tin tưởng nghe theo Tề Đẳng Nhàn nhưng trước khi sự việc chưa được chính phủ chứng thực làm rõ thì hết thảy vẫn chỉ là vẽ một cái bánh lớn để đấy, nhưng hiện tại đã được chứng thực xong xuôi rồi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi nhìn thấy rồi, cô cứ an tâm làm tốt quy hoạch của mình là được. Lý Vân Uyển im lặng một lát, sau đó cẩn thận hỏi, tình huống của Mộng Mộng bên đó hẳn là rất phức tạp đúng không? Dù sao thì bọn họ đều bán hết đất trong tay ra ngoài rồi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười khổ nói, trong công ty sẽ điều đất ra hợp tác với tập đoàn Kiều Thị, tận lực để cho bọn họ kiếm thêm ít tiền. Tề Đẳng Nhàn tay có Tiên Lai Capital. Hiện tại giá trị của bản thân đã là thổ hào mấy tỷ, hơn nữa dựa vào điều hành miếng đất này, giá trị của công ty cũng sẽ tiến thêm một bước mở rộng.
trên TV bỗng nhiên lại nổi lên tin tức thứ nhất. Nội dung tin tức là về Tiên Lai Capital, nói trong tay Tiên Lai Capital cầm 500 mẫu đất sẽ trở thành xí nghiệp trọng điểm trong tương lai được tỉnh nâng đỡ. Hơn nữa lão tổng của Tiên Lai Capital còn là một người đàn ông trẻ tuổi. Nội dung tin tức này đưa ra ánh sáng hư hư thật thật. Thậm chí còn hơi thổi phồng lão bản của Tiên Lai Capital khiến cho Tề Đẳng Nhàn xem đến mức lắc đầu, biết đây có lẽ là thủ đoạn của Hướng Đông Tinh. Hiển nhiên là Hướng Đông Tinh muốn mượn đài truyền hình tỉnh tới lăng xê cho Tiên Lai Capital, thậm chí còn đóng gói ra cả một lão tổng trẻ tuổi thần bí. Ha ha ha, lão tổng thần bí, anh được lắm, tôi biết tên của anh rồi, anh có muốn suy xét cho tôi chút phí bịt miệng hay không? Lý Vân Uyển cũng đang xem tin tức thì cười lên ha hả. Biến đi, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. Ngày mai Hướng Đông Tinh tổ chức party ở biệt thự của tôi, cô nhận được giấy mời rồi chứ? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Có, nhận được rồi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới tham gia. Lý Vân Uyển cười nói, nhưng tôi muốn tối nay qua đó một chuyến. Nhìn tin tức tôi rất vui, muốn chuẩn bị khen thưởng anh một chút. Khen thưởng, Tề Đẳng Nhàn khó hiểu. Lý Vân Uyển cười nói, mặc bộ đồ ngày hôm qua thêm một đôi tất chân tới bồi anh uống rượu được không? Tề Đẳng Nhàn lập tức nói, tất chân với uống rượu thì có liên quan gì không? Lý Vân Uyển cười càng thêm đắc ý, hôm qua lúc anh uống quá nhiều đã vuốt qua đùi tôi rồi nói nếu có thêm đôi tất chân nữa thì càng thêm xinh đẹp. Sao nào, hôm nay quên hết rồi sao? Tôi tuyệt đối chưa từng nói như vậy. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, sau đó phanh một tiếng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại rồi hắn còn khó tránh khỏi có chút mặt đỏ tai hồng, đối mặt với yêu tinh như Lý Vân Uyển này thì chút đạo hạnh này của hắn khó tránh khỏi có chút chẳng đủ xem. Lý Vân Uyển đắc ý rào rạt, trong lòng lại nghĩ, lão tổng thần bí. Dù sao lão nương sớm muộn gì cũng bắt được anh. Tề Đẳng Nhàn thấy thời gian cũng không còn sớm thì tạm biệt rời khỏi Kiều gia. Sáng sớm hôm sau, Hướng Đông Tinh dẫn theo một đám người tới biệt thự. Sau đó cô ta chỉ huy những người này bày trí lại biệt thự. Bể bơi lớn ở đằng sau lại một lần nữa được rửa sạch, sau đó xả đầy nước sạch, trên mặt cỏ cũng bày bàn dài, nhóm đầu bếp bắt đầu chế biến đồ ăn tinh mỹ. Chuyện anh là chủ nhân của căn biệt thự này không cần phải lộ ra đâu. Hướng Đông Tinh nói với Tề Đẳng Nhàn. Ồ, Tề Đẳng Nhàn gật đầu, biết cô ta lại chuẩn bị lăng xê cái gì đó. Chờ đến chiều thì các khách mời của Hướng Đông Tinh bắt đầu lục đục tiến vào, các doanh nhân lớn lớn bé bé của thành phố Trung Hải, còn có một số nhân vật nổi tiếng có thể tới thì đều tới. Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển cùng nhau tới, Tề Đẳng Nhàn thấy hai người thì đi lên đón. Sao có cảm giác Vân Uyển cậu có chút ngựa quen đường cũ với nơi này thế? Kiều Thu Mộng liếc mắt nhìn Lý Vân Uyển một cái, hỏi. Tớ đã tới rất nhiều lần, còn từng qua đêm ở trong đó. Lý Vân Uyển như cười như không trả lời. Cậu cứ nói khoác đi. Kiều Thu Mộng tức giận trợn mắt, vừa lúc thấy Tề Đẳng Nhàn nghênh diện đi tới thì sắc mặt lạnh lùng. Lý Vân Uyển lại vẫn lúm đồng tiền như hoa khô tay nhỏ chào hỏi, hello, ngài Tề, nhớ tôi không? Cũng chỉ có yêu nghiệt Lý Vân Uyển này mới dám làm trò ở trước mặt Kiều Thu Mộng như vậy, quang minh chính đại đùa giỡn Tề Đẳng Nhàn. Căn biệt thự này là của Hướng Tổng sao? Kiều Thu Mộng liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái hỏi, ngậm miệng không đề cập tới việc hắn từng lấy căn biệt thự này tới ra vẻ. Không phải, cô ta mượn, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu trả lời đúng sự thật. Kiều Thu Mộng đánh giá đống bày trí cực kỳ cổ xưa rồi tới căn biệt thự xa hoa cực điểm này thì âm thầm thở dài, thật không biết bản thân phấn đấu bao lâu nữa mới có thể mua được một căn biệt thự như này đây. Kiều Thu Mộng nhìn Tề Đẳng Nhàn nói. Về sau anh sẽ không tiếp tục nói căn biệt thự này là của anh nữa đúng không? Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn động động, không nói. Lúc này Kiều Thu Mộng mới vừa lòng gật đầu, chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn vịt chết không sợ nước sôi cường ngạnh nói căn biệt thự này là của hắn, đến lúc đó khó tránh khỏi lại rước lấy chê cười của người khác. Lý Vân Uyển thấy ở trong mắt nhưng trong lòng lại có chút buồn cười, đây rõ ràng chính là nhà của Tề Đẳng Nhàn nha. Party bắt đầu tổ chức. Người thú vị vây quanh nhau một vòng khoác lác phẩm rượu, các mỹ nữ thay đồ bơi gợi cảm bơi lội ở bể bơi, soái ca có tâm thông đồng cũng thay quần bơi đi xuống. Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển cũng thay đồ bơi, dáng người kia đưa tới vô số ánh mắt. Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ cũng chọn ngay lúc này cùng tới, hai người xuất hiện dẫn tới mọi người châu đầu ghé tai thảo luận.
không nghĩ tới Hướng Đông Tinh sẽ mời hai đối thủ một mất một còn này tới. Đây chính là đang ra oai phủ đầu với chúng ta. Vương Hổ bước chân vào căn biệt thự kỳ danh, Vân Đỉnh Thiên Cung, hơi nhướng mắt cười lạnh nói. Xem ra để nuốt trôi tập đoàn Hướng thị này cũng rất khó khăn đấy. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Cô ta rất rõ ràng, người ở trong, Vân Đỉnh Thiên Cung, chính là Sở Vô Đạo mà Ngọc Tiểu Long muốn gặp nhưng không thể. Vĩnh Dạ Quân Vương, đại danh đỉnh đỉnh. Mà Hướng Đông Tinh có thể mượn căn biệt thự, Vân Đỉnh Thiên Cung, này có thể chứng minh theo khía cạnh khác là cô ta có quan hệ không giống bình thường với Sở Vô Đạo. Nếu có Sở Vô Đạo trợ giúp cho Hướng Đông Tinh thì kế hoạch thâu tóm tập đoàn Hướng thị kia sẽ trở nên gian nan không ít. Vương Hổ hừ lạnh một tiếng nói, Vĩnh Dạ Quân Vương cái gì cơ? Tôi ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chắc cũng chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi đi. Hướng Đông Tinh quang minh chính đại thương chiến với chúng ta còn tốt, nếu muốn nhờ cái gì mà Vĩnh Dạ Quân Vương cai của thế giới ngầm tương trợ. Vậy Long Môn chúng tôi cũng không phải là ăn chay không? Hướng Đông Tinh lại đúng lúc này bước lên sân khấu, mặc một thân váy liền áo thuần trắng, để mặt mộc, tựa như thanh thủy xuất phù dung. Hôm nay cô ta không hề lạnh băng như vậy mà có vẻ tương đối ôn hòa, có thể bắt chuyện hai câu với các khách mời khiến khách mời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Sau khi thấy Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ thì cô ta chủ động đi tới, cười giao lưu với hai người. Hướng Đông Tinh còn nói, chủ nhân của căn biệt thự này thật ra chính là lão tổng thần bí của Tiên Lai Capital. Mọi người nghe thấy lời này thì đều lắp bắp kinh hãi. Thần sắc của Từ Ngạo Tuyết càng ngưng trọng thêm. Cô ta và Vương Hổ tất nhiên cũng biết chuyện Tiên Lai Capital do Hướng Đông Tinh lập ra, hơn nữa đẩy Tề Đảng Nhàn là một tấm gỗ ra bên ngoài chiếu cáo. Sở Vô Đạo vậy mà là lão bản chân chính phía sau của Tiên Lai Capital. Tề Đảng Nhàn để những lời này của Hướng Đông Tinh vào trong tai, lòng lại thầm khinh thường. Người phụ nữ Hướng Đông Tinh này muốn dựng lên việc thần hồn nát thần tính tới dọa Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ, kéo dài bước chân động thủ của bọn họ. Đồng thời cũng cho tập đoàn Hướng thị thêm can đảm, tranh thủ duy trì xí nghiệp bản địa. Tôi cũng không tin lão tổng thần bí của Tiên Lai Capital này lợi hại đến vậy, có thể ngăn cản được liên thủ của chúng ta. Huống chi thương hội Hắc Long với Hoàng Đại Tiên Sinh cũng đã đồng ý suy xét liên thủ với chúng ta. Đến lúc đó dưới áp lực của núi Thái Sơn đè đầu áp chết cái lão tổng thần bí này cũng rất nhẹ nhàng. Vương Hổ cười lạnh với Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết chấn định lạnh, hơi hơi gật đầu. Dưới áp lực như Thái Sơn đè xuống như vậy, Hướng Đông Tinh mời tới một Sở Vô Đạo cũng không dùng được. Huống hồ gì cô ta vẫn còn một lá vương bài Ngọc Tiểu Long này. Lần này Ngọc Tiểu Long về Đế Đo một là báo cáo công tác, hai là gom góp tài chính của Ngọc gia lại. Tề Đảng Nhàn ở dưới ô che nắng chán tới chết nằm một lúc, lát sau đứng dậy đi tới chỗ BBQ đầu bếp mới cho ra lò ăn uống. Kiều Thu Mộng thu hết tất cả những biểu hiện từ đầu tới đầu của hắn vào trong mắt. Có chút thất vọng thở dài, cơ hội tốt như vậy mà hắn cũng không biết đường lợi dụng. Lý Vân Uyển ôm một cái phao bơi nghỉ ngơi ở bên cạnh, cười nói, như thế nào mới được gọi là lợi dụng. Kiều Thu Mộng lắc đầu nói, nếu là người có tâm tiến tới tinh anh thì nhất định sẽ mượn cơ hội này để mở rộng nhân mạch của chính mình. Nhưng mà, cậu nhìn hắn đi, từ đầu tới cuối vẫn nằm ở kia, không thèm nhúc nhích. Cũng không biết tìm người giao lưu, cũng không biết mở rộng nhân mạch. Hiện tại mình suy nghĩ cẩn thận xong rất khó hiểu, vì sao Hướng Tổng lại mời hắn tới tập đoàn Hướng thị đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng vậy. Lý Vân Uyển bình tĩnh nói, có lẽ hắn vốn dĩ không cần mấy thứ này, bởi vì bản thân hắn cũng đã đủ cường đại rồi. Kiều Thu Mộng lại không tin chút nào, Lý Vân Uyển thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng hai người đều nhận ra rằng quan hệ của hai bên bởi vì các cô có cái nhìn khác nhau với Tề Đảng Nhàn nên sinh ra một chút hiềm khích. Tuy nói hiềm khích này không lớn nhưng cũng không thân mật như ngày xưa nữa. Tề Đảng Nhàn đi tới bên cạnh bàn dài, vừa mới ăn xong một cái cánh gà, cảm thấy không tệ, lại duỗi tay muốn lấy một sâu thịt bò. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn cũng duỗi tới, trong nháy mắt tay hắn chạm tới sen tre thì đụng phải tay hắn. Bàn tay trắng kia như bị điện giật lập tức sụt trở lại. Tề Đảng Nhàn ngẩng đầu thì thấy là một đại mỹ nữ có dáng người cao gầy. Mặc váy dài tiên khí phiêu phiêu, giống như đã từng nhìn thấy ở trên TV. Ưu tiên phụ nữ, Tề Đảng Nhàn vẫn có chút phong độ, rụt tay lại sau đó cười cười duỗi tay, nói. Sắc mặt của Sở Băng lại âm trầm trong nháy mắt, lạnh lùng hất thẳng một mâm que nướng xuống dưới đất nói,
bị cái tay bẩn của cậu chạm vào rồi, còn ai dám ăn nữa? Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì sửng sốt, sau đó nhướng mày. Sở Băng lạnh lùng nói, cậu có biết đôi tay này của tôi tốn bao nhiêu tiền bảo dưỡng hay không? Nếu như bị cậu làm bẩn, khiến cho bị thương thì cái tên nghèo nàn rách nát như cậu bồi thường nổi sao? Cô ta thấy Tề Đẳng Nhàn ăn mặc thật sự rất bình thường, hơn nữa vẫn luôn nằm ở dưới ô che nắng, cũng không đi theo giao lưu với người nào cả, hiển nhiên là một con cá mặn nên tất nhiên sẽ không nhìn hắn với con mắt khác. Cô không ăn thì không ăn, cần gì phải lãng phí như vậy? Tề Đẳng Nhàn nhìn mấy sâu thịt bò rơi đầy đất thì sắc mặt không vui. Sở Băng cười nói, cậu đừng có mà ở đây cố tình nói lảng sang việc khác, tôi đang hỏi cậu, chạm hỏng tay tôi rồi thì cậu bồi thường nổi sao? Huống hồ tôi có lãng phí thì thế nào? Sở Băng tôi tùy tiện đại ngôn một cái quảng cáo cũng là phấn đấu cả đời của cậu. Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu kia của cậu, cũng xứng tham gia vào tụ hội ở những nơi như Vân Đỉnh Thiên Cung này. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy người phụ nữ này có bệnh, hơi hướng lông mày lên, nghĩ hôm nay phải cho Hướng Đông Tinh ít mặt mũi, một điều nhịn chín điều lành nên chuẩn bị xoay người đi chỗ khác. Tai cậu bị điếc rồi sao? Lời tôi hỏi cậu cậu không nghe thấy sao? Không biết trả lời hả? Sở Băng chất vấn nói. Lời Sở Băng nói đưa tới một số người hiểu chuyện vây xem, nhìn thấy cô ta phát sinh xung đột với Tề Đẳng Nhàn thì đều mồm năm miệng 10 thảo luận. Cái đồ háo sắc này chắc là thấy cô Sở Băng xinh đẹp nên cố ý chờ lúc cô Sở Băng tới lấy đồ ăn thì đi sờ tay người ta. Ồ, tôi vẫn nhớ hắn, hắn không phải là phó trưởng phòng bộ phận an ninh của tập đoàn Hướng Thị Tề Đẳng Nhàn sao? Không nghĩ tới tập đoàn Hướng Thị lại có người có tố chất rác rưởi như vậy. Còn không nhanh chóng xin lỗi cô Sở Băng đi, cô Sở Băng chính là đại diện cho hình tượng của tập đoàn Từ Thị, cậu đắc tội nổi sao? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nở nụ cười, tôi chỉ là lúc lấy đồ ăn vô ý đụng Pahia tay cô ta một chút mà thôi, cần phải chuyện bé xé ra to như vậy sao? Hơn nữa tôi cũng chẳng phải cố ý. Sở Băng lại sụ mặt nói, tôi cần phải biết là cậu có cố ý hay không sao? Cậu đụng vào tôi, đó chính là do cậu không đúng. Sở Băng tôi là người nào? Cao quý như thế nào? Tay của tôi phí bảo dưỡng mấy trăm triệu là thứ mà tên nghèo nàn như cậu có thể chạm vào sao? Cậu là cái đồ hạ tiện này cho dù là không cẩn thận đụng phải tôi thì cũng nên quỳ xuống xin lỗi mới đúng. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì cỗ lửa giận cuối cùng cũng chậm rãi bốc lên, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Sở Băng nói, cô muốn tôi phải xin lỗi như thế nào? Quỳ xuống, sau đó dùng khăn ướt lau khô chỗ tôi bị cậu đụng vào, lau đến khi nào tôi hài lòng mới thôi. Hơn nữa cậu còn phải xin lỗi tôi, bảo đảm không dám mạo phạm tới tôi nữa. Nếu không hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Thần sắc Sở Băng tàn nhẫn, cực kỳ ghét bỏ cầm lấy một tờ khăn giấy liên tục trà lau mờ u bàn tay của mình, tựa như trên đó dính phải thứ gì bẩn lắm vậy. Đúng vậy, loại người hạ tiện như cậu đụng phải cô Sở Băng chính là khinh nhờn đối với cô ấy. Còn không mau chóng quỳ xuống lau khô tay cho cô Sở Băng đi. Thật không biết loại người đê tiện như cậu trà trộn vào đây như thế nào. Cô Sở Băng chính là đại sứ đại diện hình tượng của tập đoàn Từ Thị, tôi khuyên cậu tốt nhất là không nên đắc tội, bằng không chết như nào cũng không biết được. Mọi người sôi nổi mở miệng thúc giục Tề Đẳng Nhàn mau chóng quỳ xuống xin lỗi Sở Băng rồi lau khô tay cho cô ta. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lại lạnh lên, sau đó tự tiếu phi tiếu nói, tôi cũng cho cô một cơ hội để nói xin lỗi. Quỳ xuống, lau khô nơi vừa rồi tôi bị đụng. Bởi vì tôi cảm thấy bị loại người như cô chạm vào thực sự rất ghê tởm. Còn nữa, nhặt toàn bộ số thịt bò bị cô ném xuống mặt đất lên ăn sạch sẽ, đời này tôi ghét nhất chính là người lãng phí lương thực. Lời này của Tề Đẳng Nhàn vừa ra khiến người xung quanh đều ngẩn người, sau đó trực tiếp cười phá lên. Cậu xem, không phải hắn rất được hoan nghênh đấy sao? Giờ phút này, Lý Vân Uyển nhàn nhã ghé vào phao bơi ở dưới bể bơi nói với Kiều Thu Mộng. Chứ không phải là hắn lại gây chuyện sao? Kiều Thu Mộng hung hăng nhíu mày nói. Ha ha ha, người này khôi hài thật, còn muốn cô Sở Băng quỳ xuống lau tay cho hắn. Ngại cô Sở Băng không sạch sẽ. Chính mình là cái mặt hàng dạng gì không cần phải tự soi lại nước tiểu nhìn lại đi. Trong lòng không tự cho mình một con số sao? Cậu có thể nhìn thấy được tay của cô Sở Băng chính là vinh hạnh của cậu, nhưng mà cô Sở Băng không thích cậu. Cậu vẫn nên thành thành thật thật làm theo lời cô Sở Băng đã nói đi. Người vây xem đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng cười nhạo Tề Đẳng Nhàn,
Bọn họ thậm chí cảm thấy việc Tề Đẳng Nhàn có thể tiến vào căn biệt thự này chính là một loại vũ nhục đối với bọn họ. Tề Đẳng Nhàn nhìn nhóm người này cười cười, nói thật là một đám liếm cẩu, cuối cùng tôi cũng biết rõ vì sao trên mạng lại nói liếm cẩu không được chết tử tế rồi. Mọi người tức khắc giận dữ, một đám hận không thể vén tay áo đi lên đánh người, nếu không phải Cố Kỵ đây là party do Hướng Đông Tinh tổ chức thì đã sớm tiến lên dẫm chết hắn rồi. Sở Băng cười lạnh nói, thật đúng là thô bỉ bất kham, quả nhiên là người nghèo trí đoản. Thật không biết vì sao tập đoàn Hướng Thị lại nhìn chúng một người có tố chất rác rưởi như cậu chứ. Cũng khó trách vì sao mấy năm nay sinh ý của tập đoàn Hướng Thị vẫn luôn không có gì khởi sắc, nói không chừng chưa tới 2 tháng nữa sẽ bị chia cắt hết sạch đâu. Xem ra ánh mắt của Hướng Tổng cũng thật chẳng ra gì cả. Người vây xem nghe thấy mấy lời đó thì không bình luận gì thêm. Tập đoàn Hướng Thị không phải là nơi mà bọn họ có thể trêu chọc vào được. Ngay cả tên vương hổ nguy hiểm kia rồi từ Ngạo Tuyết kiêu ngạo thì sao? Nếu hai người bọn họ có thể chia cắt được tập đoàn Hướng Thị thì kiếp sau tôi sẽ không phải là đàn ông. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói. Mọi người nghe thấy lời này của hắn đều hít hà một hơi, thật sự là lời nói không mất tiền mua thì muốn nói sao cũng được, tên nhãi này dám đánh giá hai người vương hổ và từ Ngạo Tuyết như vậy. Cậu là cái thứ gì mà dám đánh giá Từ Tổng như vậy? Mau chóng quỳ xuống cho tôi. Sở Băng tức giận nói. Không phải cậu rất ghét người khác lãng phí lương thực sao? Bang! Sở Băng giơ tay lên, trực tiếp ném đi một mâm bánh kem nhỏ, sau đó một chân dẫm lên miếng bánh kem dưới đất. Cô ta nâng chân mình lên cười nói với Tề Đẳng Nhàn, quỳ xuống, ngoan ngoãn ăn sạch bánh kem trên đây, tôi có thể suy xét buông tha cho cậu. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, cúi xuống nhặt miếng bánh kem kia lên. Kiều Thu Mộng thấy tình huống bên này không thích hợp, đã bước lên khỏi bể bơi, quấn khăn tắm đi về hướng bên này. Tề Đẳng Nhàn, sao lại thế này? Anh lại gây hỏa. Kiều Thu Mộng thấy Tề Đẳng Nhàn chọc phải Sở Băng đại minh tinh này thì sắc mặt càng thêm khó coi. Sở Băng chính là người đã lấy được ảnh hậu, thậm chí cũng đã từng quay 2 bộ phim có nguồn vốn khủng ở nước Mỹ, thanh danh cực lớn. Còn là người phát ngôn của tập đoàn Từ Thị, nói không chừng ở đế đâu còn có người che chở cho cô ta nữa. Vừa lơ đãng một cái là Tề Đẳng Nhàn lại đi đắc tội với người ta, hơn nữa còn đắc tội với Sở Băng, trái tim Kiều Thu Mộng đều bang bang nhảy lên. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời của Kiều Thu Mộng thì sắc mặt càng lạnh hơn, thậm chí còn cười với cô ta. Mọi người thấy Tề Đẳng Nhàn nhặt bánh kem lên thì đều cười ha hả. Sợ, chung quy lại vẫn là sợ. Khí chàng của cô Sở là thứ mà hắn có thể đỡ được sao? Mau chóng ăn đi, cậu cái đồ rác rưởi này cũng chỉ xứng ăn thứ đồ ăn ô uế như vậy thôi, đồ trên mặt bàn kia cậu một chút cũng không xứng được sờ vào. Ăn nhanh lên, sau đó quỳ xuống lau tay nhận sai với cô Sở. Kiều Thu Mộng thấy một màn này thì sửng sốt, sau đó nói, cô Sở, giết người cùng lắm cũng phải cúi đầu xuống đất, không cần phải làm nhục người khác như vậy đâu. Cô thì biết cái gì? Sở Băng tôi cả đời băng thanh ngọc khiết, từ nhỏ lớn lên ở đế đô, dưới chân thiên tử, là người mà mấy người có thể so sánh được sao? Hắn đụng phải tôi, mặc kệ là cố ý hay vô tình thì hắn đều phải thành khẩn xin lỗi cho tôi, nhận thức được sai lầm của mình. Tôi nguyện ý cho hắn một cơ hội ăn cái bánh kem ô uế này đó là bởi vì tôi khoan hồng độ lượng, nếu không thì hiện tại ngay cả tư cách nói chuyện ở trước mặt tôi hắn cũng không có. Còn cô nữa, cô lại là cái thứ gì? Có tư cách gì tới dạy tôi cách làm việc? Sở Băng ngạo mạn nhìn Kiều Thu Mộng, trong miệng không mặn không nhạt nói ra những lời như vậy. Tề Đẳng Nhàn lại không nghĩ tới Kiều Thu Mộng sẽ đứng ra nói chuyện giúp mình, không khỏi liếc mắt nhìn cô ta nhiều thêm một cái. Hắn chẳng qua là trong lúc vô tình chạm vào cô một chút mà thôi, cần gì phải đến nỗi như vậy? Kiều Thu Mộng nhếch môi nói. Không được, hắn dựa vào đâu mà dám chạm vào tôi? Hắn cũng xứng chạm vào tôi sao? Sở Băng lãnh đạm nói. Tôi chính là cao quý trời sinh so với loại hạ tiện như này. Cô có biết ở cổ đại, tiện dân va chạm với quý tộc sẽ có kết cục gì không? Là lưu đày, xung quân, thậm chí biếm thành nô lệ. Tôi nguyện ý buông tha hắn dễ dàng như vậy quả thực là tiện nghi cho hắn. Kiều Thu Mộng nghe xong lời này của Sở Băng thì trực tiếp ngây ngẩn cả người, sao còn có loại người có thế giới quan kỳ quái như vậy thế? Cô ta cắn chặt răng nói. Không có khả năng, chuyện này là do cô làm sai trước, hắn tuyệt đối không thể xin lỗi loại người như cô được. Ha ha, Kiều Tổng thật đúng là bênh vực người mình,
vì cái tên chồng phế vật này của mình mà đắc tội với cô Sở đây, cô cảm thấy có đáng giá hay không? Mắt của cô bị mù rồi hả Kiều Tổng? Sao lại giữ gìn một tên đàn ông phế vật như vậy chứ? Mọi người cười vang. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, lắc lắc đầu, nói, mấy người ở trong nhà tôi tác oai tác quái, lãng phí lương thực, còn muốn đảo khách thành chủ. Ha ha ha, thật là chuyện cười thiên hạ, đây là nhà cậu. Hướng Tổng đã nói rồi, căn biệt thự này là cô ấy mượn từ tay lão Tổng thần bí của Tiên Lai Capital mở tiệc party, từ khi nào biến thành nhà cậu rồi. Nếu cậu mà có thể ở nơi như này thì lão tử chính là hoàng thượng, có thể ở trong Tử Cấm Thành luôn. Đồ ngu ngốc. Mọi người nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn thì trực tiếp cười ha hả, cực kỳ khinh thường. Kiều Thu Mộng nghe thấy Tề Đẳng Nhàn lại lấy lý do này tới thoái thác thì hung hăng trợn mắt, đây là nói dối nhiều tới mức chính bản thân cũng tự nhiên tin là vậy sao? Cô ta trực tiếp giữ chặt tay của Tề Đẳng Nhàn, nói, không cần phải nói lý với cô ta nữa, chúng ta đi. Tôi phải dạy cho cô ta đạo lý. Trong tay Tề Đẳng Nhàn cầm miếng bánh kem bị dẫm bẹp không vui nói. Sở Băng lại ngăn chặn đường đi lại, nói tôi cho hắn đi rồi sao? Cô xác định muốn đối nghịch với tôi. Kiều Thu Mộng trừng mắt nhìn Sở Băng, không nói gì. Bang! Đột nhiên không kịp phòng bị, Sở Băng tát một cái lên mặt Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng cũng không nghĩ tới đối phương đột nhiên động thủ. Trực tiếp bị một tát này tát đến choáng váng, đầu óc ngã bịch một tiếng trên mặt đất, đau tới mức nước mắt rơi xuống. Sao cô có thể đánh người như vậy chứ? Lý Vân Uyển đi lên ngay lúc này, có chút tức hộc máu nói, duỗi tay nâng Kiều Thu Mộng dậy. Tôi xem ai dám đỡ cô ta dậy, nếu dám đỡ cô ta dậy thì chính là địch nhân của Sở Băng này. Tôi khuyên cô trước khi làm chuyện này ước lượng trước xem bản thân có đáng để đối nghịch với tôi hay không. Sở Băng cười lạnh nói. Lý Vân Uyển lại không quan tâm, trực tiếp kéo Kiều Thu Mộng từ trên mặt đất dậy. Tề Đẳng Nhàn lại đột nhiên vươn tay bóp cổ Sở Băng đúng lúc này, nhét thẳng bánh kem trong tay vào miệng cô ta, hờ hững nói cô còn rất oai đấy. Sở Băng bị miếng bánh kem bẩn thỉu này làm cho nghẹn lại, sắc mặt tức khắc thay đổi, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở ô ô, cực lực giãy giụa. Hôm nay nếu cô con mẹ nó không ăn xong miếng bánh kem này, sau đó xin lỗi vợ tôi thật tốt thì tôi băm nát tay cô, tôi ngược lại muốn nhìn xem cô cao quý như nào. Sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, trong mắt một mảnh lạnh lẽo khiến người nhìn thẳng hắn đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Mọi người thấy một màn như vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Sở Băng chính là minh tinh quốc tế đấy. Đã từng quay phim có nguồn vốn khủng ở Hollywood bên Mỹ, vậy mà bị Tề Đẳng Nhàn đối xử như vậy. Kiều Thu Mộng thấy một màn này thì trong lòng ngũ vị tạp trần. Tề Đẳng Nhàn tuy rằng là hỗn không tiếc nhưng chỉ cần hắn vừa ra tay là có thể dẫn đến phiền toái to lắm. Cô ta tình nguyện bị đánh cũng không sao, cùng lắm thì sau này tìm cơ hội trả thù ngược lại, không nghĩ tới lại gặp phải vấn đề lớn như vậy ở hiện tại. Lý Vân Uyển lại cảm thấy đã ghiền hết sức, Sở Băng này tính là cái thứ gì, dựa vào cái gì mà cảm thấy bản thân hơn người, có thể tùy tiện bắt nạt người khác, thậm chí còn ra tay đánh người. Cậu dám đánh tôi? Còn dám nhét đồ bẩn vào miệng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Sở Băng cuồng loạn kêu lớn. Miệng cô ta vừa mở ra thì lại bị Tề Đẳng Nhàn nhét thêm một miếng bánh khác vào, rồi sau đó đấm một quyền xuống bụng cô ta. Lý Vân Uyển vẫn hay nói Tề Đẳng Nhàn IQ thấp nên hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc với loại phụ nữ như này, một miệng đầy bánh kem của Sở Băng toàn bộ đều nuốt xuống. Đánh cô, hôm nay nếu cô không xin lỗi cẩn thận thì tôi sẽ băm nát tay cô. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn một mảnh hàn quang. Kiều Thu Mộng che mặt mình lại, lắc đầu nói, Tề Đẳng Nhàn, thôi, anh buông cô ta ra đi. Cô ta đánh tôi, anh cũng giáo huấn cô ta rồi, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay của mình, Sở Băng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thôi, cô cảm thấy chuyện này có thể thôi như vậy sao? Tôi nói cho các người biết, chuyện này tuyệt đối không có khả năng bỏ qua như vậy. Cậu, cô, còn cô ta nữa, ba người các người, tôi đảm bảo không sống được đến ngày mai. Sở Băng ngồi trên mặt đất duỗi tay chỉ ba người Tề Đẳng Nhàn, Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển, trên mặt là âm ngoan độc ác. Tuy rằng chật vật không sao tả được nhưng khí thế vẫn khiến người khác cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, được, tôi chờ, tôi thật sự muốn nhìn thử xem cô làm cách nào khiến chúng tôi không sống nổi tới ngày mai đây. Kiều Thu Mộng lại bị dọa sợ,
Kiều gia hiện tại vốn dĩ không thể cứng đối cứng với nhân vật tai to mặt lớn như Sở Băng này. Sở Băng, vừa rồi hắn đánh cô, nếu cô không hài lòng thì cứ đánh tôi là được. Đánh tới khi nào cô hết giận thì thôi. Kiều Thu Mộng cắn răng đứng ra, trong lòng cực kỳ ủy khuất. Đánh cô? Cô là cái thứ gì vậy chứ? Đánh cô chỉ khiến tay tôi bẩn thêm. Người cao quý như tôi đây là người mà loại hạ tiện như các cô có thể so được sao? Dám động đến tôi. Hôm nay một người cũng đừng mong sống được. Sở Băng không màng tới dáng vẻ của bản thân phẫn nộ rít gào. Cô ta gào to cuối cùng cũng dẫn ba vị đầu sỏ tới hướng Đông Tinh, từ Ngạo Tuyết, Vương Hổ. Hướng Đông Tinh là người tổ chức nên tự nhiên không có sắc mặt tốt, mặt âm trầm đi lên hỏi, sao lại thế này? Hướng Tổng, cái đồ quê mùa háo sắc này của công ty cô thừa dịp lúc cô sở đây lấy đồ ăn thì cố ý sờ soạng tay của cô ấy. Đúng vậy, cô sở trách cứ hắn, hắn ngược lại còn kiêu ngạo vô cùng, nói chúng ta ở trên địa bàn của hắn không có tư cách ngông cuồng. Vừa rồi cô sở còn bị hắn đánh một trận, thậm chí trong miệng còn bị ép ăn đồ ăn bị rơi dưới đất. Mọi người mồm năm miệng mười tôi một lời cậu một câu cáo trạng với Hướng Đông Tinh, muốn dùng cơ hội này nịnh bợ Sở Băng. Hướng Đông Tinh thấy mọi người trăm lời một vẻ thì cũng chỉ nhíu mày, sau đó nhìn về hướng Tề Đẳng Nhàn nói, sao lại thế này? Người xấu làm việc xấu mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, sao lại chỉ vết thương trên mặt Kiều Thu Mộng? Kiều Thu Mộng cũng chỉ có thể giải thích nói, Hướng Tổng, sự việc không phải như vậy. Bản thân Sở Băng hùng hổ dọa người, bắt nạt chúng tôi. Hơn nữa là do cô ta ra tay đánh tôi trước nên Tề Đẳng Nhàn mới đánh trả. Lý Vân Uyển gật đầu nói, tôi có thể làm chứng. Sở Băng cười lạnh nói, Hướng Tổng, hôm nay cô nhất định phải cho Sở Băng tôi một cái công đạo, nếu không tôi cũng chỉ có thể nhờ truyền thông lên tiếng giúp mà thôi. Đến lúc đó bên phía chính phủ tham gia vào thì không phải là việc mà tôi có thể khống chế được. Nếu việc này tạo thành tổn thất cho tập đoàn Hướng Thị thì cũng đừng trách ở trên người tôi. Gần đây bước đi của tập đoàn Hướng Thị rất nguy nan, hơn nữa vẫn luôn có người ác ý bôi đen. Hiện tại không chế không tốt, nếu lại phơi ra thêm chuyện này, thêm dư luận bị dẫn đường thì cổ phiếu khẳng định sẽ lại giảm một đợt nghiêm trọng. Hướng Đông Tinh nghe thấy lời uy hiếp của Sở Băng thì sắc mặt càng thêm khó coi. Tất nhiên là tư bản có thể tùy thời phong sát Lưu Lượng, nhưng nếu Lưu Lượng có danh tiếng quá lớn thì tư bản cũng sẽ sinh ra kiêng kỵ. Tập đoàn Hướng Thị chung quy lại cũng không phải là nhà tư bản giống với Tiên Lai Capital. Nếu không thì loại người như Sở Băng sao dám nói ra lời nói uy hiếp người khác như này. Tề Đẳng Nhàn, Sở Băng chính là khách quý của tập đoàn Từ Thị chúng tôi, còn là đại sứ hình tượng nữa. Anh là một người đàn ông lại ra tay đánh phụ nữ, còn nhét đồ bẩn vào miệng người ta, anh có thấy mất mặt hay không? Anh vô sỉ hạ tiện, quả thực khiến người khinh bỉ. Hiện tại, lập tức xin lỗi Sở Băng cho tôi. Chờ sau khi anh được Sở Băng tha thứ rồi thì tôi cho anh một cơ hội ngồi xuống đàm phán công bằng. Từ Ngạo Tuyết ôm hai tay, trên cổ tay đeo một cái đồ hộ Patek Philippe bản giới hạn dưới ánh nắng chiếu ra nếp gấp rực rỡ, cả người cũng chứa một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm. Sở Băng âm trầm nói, vừa rồi không phải Kiều Thu Mộng nói có thể để tôi tùy tiện đánh sao. Tôi muốn cậu đi qua giúp tôi tát cô ta 20 cái tát, sau đó lại quỳ xuống ăn sạch sẽ số bánh kem trên mặt đất cho tôi. Nói xong lời này, cô ta hung hăng đạp vỡ một cái bánh kem, đầy mặt ác độc, nếu cậu có thể khiến tôi vừa lòng thì tôi có thể suy xét việc tha thứ cho anh. Vương Hổ cũng nói với Hướng Đông Tinh, Hướng Tổng, cô là người tổ chức, nhưng người của công ty các cô vậy mà cứ bắt nạt người ta như vậy. Nếu như không cho cô sở đây một cái công đạo thì tập đoàn Hổ Môn cũng sẽ tuyệt đối không chỉ đứng yên mà nhìn đâu. Tập đoàn Hổ Môn luôn luôn lấy công chính đi đầu, gặp chuyện bất bình tất phải rút đao tương trợ. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nở nụ cười, nói, anh cùng lắm cũng chỉ là một tên nhãi nhép, nói đường hoàng như vậy làm gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết, mỉm cười nói, Từ Ngạo Tuyết, gương mặt này của cô còn chưa bị vả cho sưng phải không? Lại bắt đầu nhảy nhót lung tung ở trước mặt tôi. Còn có cô Sở Băng cao quý, để tôi xin lỗi cô, chính cô tự nhìn lại xem mình có xứng hay không đi đã. Nên ăn sạch mấy thứ này chính là cô. Đạo lý quý trọng lương thực cô giáo và người nhà không dạy cô từ lúc còn nhỏ sao? Lời này của Tề Đẳng Nhàn trực tiếp khiến người xung quanh ngây người một lần nữa. Này mẹ nó, trước mặt hai vị đại lão và Hướng Tổng mà cũng dám nói như vậy, tên nhãi này cuồng vọng như vậy.
có còn muốn mạng nữa hay không vậy? Kiều Thu Mộng nghe thấy vậy cũng dại ra, Tề Đẳng Nhàn cường ngạnh như vậy khiến cô ta không biết nên nói là hắn ngốc hay là nói nguyên tắc của hắn tốt đây. Hiện tại quỳ xuống trước mặt vợ tôi, cầu được cô ấy tha thứ. Sau đó ăn sạch sẽ mấy thứ này cho tôi. Hàn quang trong mắt Tề Đẳng Nhàn lập lòe, nhìn Sở Băng lạnh lùng nói, nếu không, ai tới cũng sẽ không có chuyện tốt để xem đâu. Sở Băng tức khắc tức tới mức muốn hộc máu. Mặt Từ Ngạo Tuyết sụp xuống, cười lạnh nói, Hướng Tổng, xem ra người của cô không biết tốt xấu rồi. Tôi mạo phép xin Hướng Tổng được dạy dỗ lại hắn cho tốt. Nói xong lời này, Từ Ngạo Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một người đàn ông thân cao gần 1m8 đi ra, mặc một thân tây trang đen, cả người có vẻ rất oai phong, vừa thấy chính là cao thủ thân kinh bách chiến. Trên người của người đàn ông này mang theo một cỗ sát khí rất nặng, khiến người liếc anh ta một cái thì trong lòng cũng phát lạnh. Tề Đẳng Nhàn thấy Từ Ngạo Tuyết gọi người này ra thì biểu tình ngược lại rất bình tĩnh. Tề Đẳng Nhàn, nếu anh không thành thật xin lỗi cô Sở đây thì sự việc ngày hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ như vậy đâu. Vẻ mặt Từ Ngạo Tuyết nghiêm khắc nói. Cô ta hiện tại chính là muốn hung hăng đập nát mặt mũi của Tề Đẳng Nhàn, giẫm mặt mũi của Hướng Đông Tinh dưới chân. Dù sao thì hai lần giao phong trước cô ta cũng chưa chiếm được ít tiện nghi nào, cái này khiến cho một người tâm cao khí ngạo như cô ta sao có thể thoải mái được. Người đàn ông nọ dừng ánh mắt ở trên người Tề Đẳng Nhàn tựa như đang đánh giá một con kiến, tùy tay là có thể giết chết Tề Đẳng Nhàn như vậy. Người anh em này là ai vậy, bộ dáng thật là dọa người mà. Thật sự có chút dọa người mà, cảm giác ánh mắt kia của hắn cùng với những tội phạm giết người liên hoàn kia không khác nhau lắm. Không biết Từ Tổng mời được người này từ đâu tới vậy, quá khủng bố rồi. Mọi người đều cảm thấy người đàn ông mà Từ Ngạo Tuyết gọi tới này cực kỳ đáng sợ, người đều có giác quan thứ 6, bọn họ có thể cảm giác được rằng trên người của người đàn ông này tràn ngập hơi thở mùi máu tươi. Hướng Đông Tinh đen mặt trầm giọng nói, Từ Tổng, cô ở đây gây chuyện là không muốn cho lão tổng thần bí của Tiên Lai Capital mặt mũi hay sao? Từ Ngạo Tuyết ha hả cười, tôi đương nhiên không muốn đi khiêu khích vị lão tổng thần bí này, nhưng Tề Đẳng Nhàn dám bắt nạt đại sứ hình tượng của công ty tôi chỉ dựa vào một câu của cô mà buông tha cho hắn sao? Khóe miệng Vương Hổ mang theo tia cười lạnh, anh ta rõ ràng biết lai lịch của người đàn ông này, là lính đánh thuê Từ Ngạo Tuyết dùng giá cao thuê tới từ phía đông bên kia, thân kinh bách chiến, giết người như ma. Cứ việc Tề Đẳng Nhàn có chút thân thủ thì sao? Đối đầu với hắn là cỗ máy giết người lạnh băng, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Từ Ngạo Tuyết cũng biết rõ rằng lão tổng thần bí đó là Sở Vô Đạo mà Ngọc Tiểu Long muốn gặp nhưng không thấy, nếu hôm nay Sở Vô Đạo ra mặt vì việc này thì cô ta tất nhiên sẽ từ bỏ. Nhưng nếu Sở Vô Đạo không ra, vậy thì đừng trách cô ta thu thập Tề Đẳng Nhàn thật tốt. Hướng Tổng, chuyện này cô đừng quản nhiều, tôi tự mình xử lý là được. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay với Hướng Đông Tinh. Nhàn nhạt nói. Hướng Đông Tinh nhíu nhíu mày, sau đó khẽ gật đầu, ý bảo Tề Đẳng Nhàn cứ việc tùy ý. Thiên Lang, giáo huấn người này tốt một chút cho tôi. Từ Ngạo Tuyết lạnh giọng nói. Thiên Lang trực tiếp đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói, loại tôm tép nhãi nhép cuồng vọng giống cậu một năm tôi gặp không biết bao nhiêu người, cũng không biết đã dẫm chết bao nhiêu tên. Nói xong lời này, Thiên Lang đột nhiên vén áo khoác tây trang của mình lên. Mọi người kinh hô ra tiếng, sôi nổi lùi về sau mà đi. Chỉ thấy trong người Thiên Lang treo đầy từng quả lựu đạn. Thời điểm anh ta cởi áo lựu đạn leng keng va chạm vào nhau khiến mọi người sợ nó sẽ trực tiếp nổ mạnh. Mẹ nó, người này là kẻ điên sao, vậy mà treo nhiều lựu đạn ở trên người như vậy. Con mẹ nó, anh ta không sợ nó đột nhiên nổ mạnh hại chết chúng ta sao? Người này có địa vị gì thế, mang nhiều lựu đạn ở trên người như vậy. Không sợ không cẩn thận khiến hát xanh mình cũng nổ chết luôn sao? Mọi người vội vàng lùi về sau, gần như là cách xa 10 mét. Hướng Đông Tinh cũng lùi về sau, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, không nghĩ tới Từ Ngạo Tuyết lại mời một kẻ điên như vậy tới đối phó với Tề Đẳng Nhàn. Ngài Tề, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt đã. Lý Vân Uyển bắt lấy cánh tay của Kiều Thu Mộng mà la lớn. Tề Đẳng Nhàn, anh đừng có cứng đối cứng với kẻ điên như vậy. Cùng lắm thì chúng ta nhường một bước là được. Kiều Thu Mộng cũng sốt ruột theo. Tuy rằng cô ta không thích Tề Đẳng Nhàn nhưng mỗi khi Tề Đẳng Nhàn gặp nguy hiểm thì cô ta vẫn sẽ cảm thấy nóng lòng. Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ cũng lui về sau tới cạnh một cái bàn,
Sở Băng đi theo bên cạnh hai người, trong ánh mắt tràn ngập khoái ý. Tự tổng, không nghĩ tới cô lại mời một người như vậy đến, cho dù họ Tề kia có ra vẻ đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ phải cúi đầu mà thôi. Sở Băng cười cười nói, cảm thấy rất sảng khoái. Thiên Lang là lính đánh thuê ở vùng Trung Đông, từ trước tới nay luôn được xưng là không muốn sống, tôi cũng phải tốn số tiền lớn mới mời được anh ta tới. Vốn nghĩ để tới thời khắc mấu chốt uy hiếp hướng Đông Tinh, nhưng hôm nay không thể không đem ra dùng trước. Cũng không biết có thể bức được chủ nhân của căn biệt thự này ra mặt hay không. Trên mặt Từ Ngạo Tuyết mang theo một tia ý cười lạnh nhạt, hơi hơi gật đầu, xa xa đánh giá hai người Thiên Lang và Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn phất phất tay với Lý Vân Uyển, ý bảo cô ta dẫn theo Kiều Thu Mộng đi xa một chút, miễn cho lát nữa bị lan tới. Thiên Lang lại ngay lúc này duỗi tay vào trong ngực mình tháo xuống một quả lựu đạn, sau đó nhẹ nhàng vứt ra, duỗi tay ở trong không trung tiếp được. Loại bộ dáng tùy ý của anh ta khiến mọi người xem một trận sợ hãi, nếu quả lựu đạn này mà rơi xuống đất, phát sinh nổ mạnh thì phải làm sao bây giờ đây? Tề Đẳng Nhàn, không cần phải miễn cưỡng, không được thì thôi. Hướng Đông Tinh nhíu mày nói. Bất kể là công hay từ thì cô ta đều không hy vọng Tề Đẳng Nhàn sẽ xảy ra chuyện vào lúc này. Tề Đẳng Nhàn đã cứu mạng cô ta, lại còn đáp ứng giúp cô ta thu tiền về tay. Tề Đẳng Nhàn cười cười, lắc đầu với Hướng Đông Tinh nói, Hướng Tổng cứ ở một bên nhìn là được. Kiểu hù dọa người này tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Tên nhãi trong ngục giam gọi là Tham Lang kia chính là người đã từng trộm được đầu đạn hạt nhân, nhét đầu đạn hạt nhân xuống dưới mông ngồi bàn điều kiện với tổng thống của một quốc gia đấy. Cuối cùng không phải vẫn là Tề Đẳng Nhàn cho người ta một bạt tai đá người từ trên đầu đạn hạt nhân lăn xuống dưới sau đó tóm vào tù đấy sao? Mấy quả lựu đạn này, dù sao Tề Đẳng Nhàn hắn cũng chẳng để ở trong mắt. Nếu để Tham Lang biết Tề Đẳng Nhàn không bị đầu đạn hạt nhân dọa mà bị mấy quả lựu đạn con dọa tiểu ra quần thì phỏng chừng sẽ cười tới mức răng rơi đầy đất. Lấy mấy món đồ chơi đó tới dọa tôi sợ hả? Tề Đẳng Nhàn tủm tỉm mỉm cười nhìn Thiên Lang, nhàn nhạt hỏi. Lúc trước có người đặt mông ngồi lên đầu đạn hạt nhân muốn khiến tôi sợ, tôi cũng chưa từng để tên đó vào trong mắt. Anh thật sự cho rằng có chút như này thì có thể dọa được tôi. Lời Tề Đẳng Nhàn nói mọi người đều nghe được, một đám không nhịn được lại cười nhạo lên. Đạn hạt nhân, đó chính là vũ khí quan trọng của một quốc gia, ai có thể lấy ra đầu đạn hạt nhân tới dọa người được. Lời này vừa nghe là biết đầy mồm nói phét, lung tung bừa bãi. Còn đặt mông ngồi ở trên đầu đạn hạt nhân nữa, mẹ nó cậu hài hước thật. Người này khoác lác mà không cần phải chuẩn bị chút bản thảo nào sao? Tên ngốc này ở trong hiện thực khả năng cũng chưa từng thấy qua viên đạn như nào đâu, còn mẹ nó đạn hạt nhân, hù dọa ai vậy chứ? Mạch não của người ngốc thì không thể dùng tư duy của người bình thường tới suy ngẫm được, mọi người chê cười nghe một chút là được rồi. Mọi người khinh thường nhìn lại, sôi nổi trào phúng. Thiên Lang nghe thấy lời này thì hơi nao nao một chút, sau đó lắc đầu nói, tôi đã từng thấy người có thể ra vẻ, nhưng có thể ra vẻ được giống như cậu thì đúng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên, hiện tại tôi có chút hứng thú với cậu. Tôi muốn nhìn thử xem gương mặt này của cậu nếu bị đánh sưng lên thì nó sẽ thành cái dạng gì. Khi nói chuyện, Thiên Lang cầm lựu đạn trong tay mình, trong mắt vụt lóe tia hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi nói, đã lâu không gặp được người có sáng tạo khác người như vậy, bồi anh chơi một lúc cũng được. Cũng không biết Từ Ngạo Tuyết tốn bao nhiêu tiền mời cái tên ngốc là anh tới vậy chứ. Cô ta thật đúng là không thèm đi buôn bán mà, đúng là não tàn. Nghe thấy Tề Đẳng Nhàn vẫn còn đang nói Từ Ngạo Tuyết không phải thì sắc mặt của mọi người đều trở nên càng thêm xuất sắc. Cả khuôn mặt của Từ Ngạo Tuyết càng trực tiếp trầm xuống, cười lạnh nói, Tề Đẳng Nhàn, anh sẽ được biết ngay rằng số tiền này chính là tiêu vào việc tiền nào của nấy. Anh cứ không biết lựa lời như vậy, dù có bị chơi chết ở đây. Tôi nghĩ Tiểu Long cũng sẽ không trách tôi bất kỳ cái gì cả. Thiên Lang lại ngay lúc này bắt được cổ áo của Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, quỳ xuống cho tôi, bằng không tôi sẽ khiến cậu bị nổ thành mảnh nhỏ. Mọi người hoảng sợ, đây là một kẻ điên treo đầy lựu đạn ở trên người, loại chuyện này thật đúng là có thể làm ra được. Tề Đẳng Nhàn lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn không thèm để ý tới cổ áo bị đối phương nắm lấy. Thiên Lang thấy hắn không dao động thì hừ lạnh một tiếng, buông cổ áo hắn ra, tiện tay rút chốt an toàn của lựu đạn.
Mọi người sợ tới mức vội vàng lùi về sau xa hơn, người đàn ông kêu thiên lang này quá khủng bố rồi. Kiều Thu Mộng cũng đầy mặt lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Cái tên Tề Đẳng Nhàn này bị sao vậy chứ? Vạn nhất bị nổ chết thật thì mình biết ăn nói như thế nào với trong nhà đây? Lý Vân Uyển cũng động dạng hãi hùng khiếp vía, cô ta biết rất rõ tính cách của Tề Đẳng Nhàn, tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận thua ngay lúc này. Nhưng lựu đạn kia đều là hàng thật giá thật đấy, vạn nhất nổ mạnh thì khẳng định chỉ có một con đường chết mà thôi. Từ Ngạo Tuyết lạnh nhạt nhìn một màn này, Tề Đẳng Nhàn chết không đáng tiếc, nếu hắn không muốn quỳ xuống xin lỗi thì chỉ có một con đường chết này để đi mà thôi. Muốn dọa tôi sợ hả? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm hỏi Thiên Lang. Cho cậu thời gian 3 giây suy nghĩ, Thiên Lang lạnh nhạt nói, đè ngón tay cái chỗ bảo hiểm mảnh đạn lại, tùy thời đều có thể thả lỏng. Tề Đẳng Nhàn lại đột ngột ra tay đúng lúc này, bang một tiếng, trực tiếp đập rơi quả lựu đạn trong tay Thiên Lang xuống đất. Thiên Lang còn chưa kịp phản ứng, Tề Đẳng Nhàn đã rút chốt bảo hiểm, sau đó nhẹ nhàng ném xuống bể bơi. Thiên Lang thấy một màn như vậy thì sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nói, cậu thật sự không sợ chết. Tôi đương nhiên sợ chết, nhưng mà tôi cũng không sợ làm ra vẻ. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc cười cười, nhét lựu đạn ở trước ngực. Mọi người đều ồ lên, hai người này là ai so với ai càng không muốn sống hơn. Thiên Lang kéo lựu đạn ra uy hiếp Tề Đẳng Nhàn, Tề Đẳng Nhàn lại không thèm để ý trực tiếp cướp quả lựu đạn lại kéo chốt an toàn luôn. Sắc mặt Thiên Lang hết xanh lại hồng, cả giận nói cậu. Cậu con mẹ nó. Cho anh 3 giây suy nghĩ. Thành thành thật thật quỳ xuống, nếu không tôi bảo đảm nổ chết anh. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, ngón tay cái ấn ở trên mảnh đạn hơi buông lỏng một chút. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói, Tề Đẳng Nhàn, anh hù dọa ai thế? Thiên Lang chính là người có tiếng là không muốn sống, cái thủ đoạn nhỏ này của anh có thể khiến anh ta sợ được sao? Vương Hổ cũng có chút hứng thú nhìn một màn này, nói, tên nhãi này là đang muốn tự đào mồ chôn mình hả? Nhưng Thiên Lang lại không hề kiên cường giống như Từ Ngạo Tuyết nói, trong nháy mắt trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Từ trước tới nay anh ta tự xưng là không muốn sống, thậm chí cũng dọa được không ít địch nhân, nhưng hiện tại gặp phải một người so với anh ta càng không muốn sống hơn. Muốn hay không chúng ta cùng so một chút, 1, 2, 3 cùng nhau buông tay. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói, một tay túm được quần áo của Thiên Lang không cho anh ta lui về sau. Cả người Thiên Lang đều run lẩy bẩy. Khiếp sợ nói cậu. Tay của tôi sắp không ấn mảnh đạn này tiếp được rồi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Bang. Hai đầu gối của Thiên Lang trực tiếp mềm nhũn quỳ xuống trước mặt hắn, một câu cũng không nói được thành lời. Một màn này khiến người xem trực tiếp ngây ngẩn cả người. Từ Ngạo Tuyết cũng chấn động, sau đó giận dữ hét, Thiên Lang, anh làm gì đó, sao anh có thể quỳ xuống trước mặt hắn như vậy? Cả người Thiên Lang run rẩy. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay cầm quả lựu đạn trong tay anh ta tới. Sau đó hắn tiện tay ném tới dưới chân Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ nháy mắt sửng sốt, đầu óc trống rỗng, người ở xung quanh đã theo bản năng né ra xa hơn, có người còn trực tiếp nằm ngã xuống đất. Nhưng tiếng nổ mạnh đoán trước không hề xảy ra, 10 giây trôi qua, quả lựu đạn kia vẫn còn an tĩnh nằm trên mặt đất. Trên thế giới này nào có ai lại không muốn sống đâu. Người chân chính không muốn sống thì sẽ dùng một quả lựu đạn giả tới hù dọa người hả? Tề Đẳng Nhàn như cười như không nhìn Thiên Lang quỳ rạp dưới đất, chậm rãi nói. Mọi người lắp bắp kinh hãi, quả lựu đạn vừa rồi Thiên Lang kéo chốt an toàn kia thực chất chỉ là một quả lựu đạn giả mà thôi. Cả người Thiên Lang run lên, sắc mặt tái nhợt không nói gì. Anh ta dùng phương pháp treo lựu đạn đầy người này hoành hành một phương, tự xưng là không muốn sống. Ai thấy anh ta cũng đều phải né xa 3 thước. Nhưng hiện tại, anh ta lật xe. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấu được kỹ xảo của anh ta. Giả, lá gan của Hướng Đông Tinh không nhỏ đi đến bên cạnh quả lựu đạn, khom lưng nhặt quả lựu đạn kia lên. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết cực kỳ khó coi, Vương Hổ động dạng cũng không chạy thoát được, vừa rồi lúc Tề Đẳng Nhàn tiện tay ném quả lựu đạn kia lại đây suýt chút nữa dọa cho mấy người anh ta tiểu ra quần. Cho nên tôi bảo cô não tàn. Không chịu làm buôn bán, tiêu nhiều tiền như vậy lại mời tới một tên chỉ được mã ngoài như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói, trên mặt hắn là khinh thường và khinh miệt. Sắc mặt của Từ Ngạo Tuyết bị lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức giận đến mức đỏ bừng, đời này cô ta còn chưa từng bị ai chế nhạo như vậy đâu.
Kiều Thu Mộng ở một bên lại khiếp sợ với dáng vẻ gan dạ sáng suốt của Tề Đẳng Nhàn, đồng thời cũng kinh ngạc với việc hắn dám chính diện đối đầu với Từ Ngạo Tuyết như vậy. Há mồm! Tề Đẳng Nhàn nhìn Thiên Lang quỳ trên mặt đất, cười lạnh nói. Thiên Lang nghẹn khuất đầy mặt nhưng vẫn há mồm ra. Tề Đẳng Nhàn tiện tay nhét luôn quả lựu đạn vào miệng anh ta, cười nói, nhưng quả lựu đạn này lại là thật nha, anh đến cắn cho chặt vào. Chốt an toàn dưới bể bơi rồi, anh xuống chậm rãi tìm đi, nếu trong lúc đó buột miệng bị nổ chết thì cũng đừng trách tôi. Cả người Thiên Lang run lên, hàm răng cắn chặt mảnh đạn bảo hiểm, một khi mảnh đạn bảo hiểm này văng ra thì quả lựu đạn kia sẽ lập tức phát sinh nổ mạnh. Tề Đẳng Nhàn cười nhạt nâng Thiên Lang từ trên mặt đất dậy, nói anh tự nhìn anh xem, cũng có một người trong tên có chữ Lang giống anh, nhưng tham lang người ta kiêu ngạo hơn anh nhiều, mông ngồi xuống cũng là đầu đạn hạt nhân hàng thật giá thật đâu. Nói xong lời này, hắn lại tháo thêm một quả lựu đạn từ trên ngực Thiên Lang xuống. Trong lòng anh ta treo này kia đều là lựu đạn thật, trong đó chỉ có hai quả là giả để anh ta chuyên môn dùng để hù dọa người ta. Cả người Thiên Lang run rẩy, nghiêng ngả lảo đảo cắn chặt quả lựu đạn lao xuống bể bơi, quần áo cũng không cởi mà tùm một tiếng trực tiếp nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm chốt an toàn. Tề Đẳng Nhàn cầm theo quả lựu đạn mới thong thả ung dung đi về phía Sở Băng. Sở Băng hồi phục tinh thần lại từ trong khiếp sợ, hoảng sợ lùi về sau hai bước, cả giận nói cậu muốn làm gì? Cậu đừng có mà tới đây. Bang! Ngón cái của Tề Đẳng Nhàn câu nhẹ một cái, tiện tay rút luôn chốt an toàn vứt xuống đất, ý cười đầy mặt đi về phía trước. Đừng chạy mà, cô cảm thấy là cô trốn nhanh hay là lựu đạn tôi ném tới nhanh hơn đây? Phạm vi nổ mạnh của một quả lựu đạn là từ 3 đến 5 mét, cô ước lượng trước một tí đi. Sở Băng sợ tới mức hai chân run rẩy, không dám di chuyển thêm một bước. Tề Đẳng Nhàn đi tới trước mặt Sở Băng, lạnh nhạt nhìn cô ta. Sở Băng vừa rồi vẫn còn cực kỳ kiêu ngạo, nay lại bị dọa đến cả người phát run, một câu cũng không nói nên lời. Tề Đẳng Nhàn, anh đừng làm bậy. Kiều Thu Mộng sợ Tề Đẳng Nhàn nổi điên sẽ làm chuyện gì không hay với Sở Băng. Tề Đẳng Nhàn lại lạnh lùng nói lúc đàn ông làm việc thì phụ nữ đừng xen vào. Kiều Thu Mộng bị lời nói của Tề Đẳng Nhàn chặn lại, qua một hồi vẫn không biết phải đáp lại thế nào. Quỳ xuống. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nhìn Sở Băng, ra lệnh. Sở Băng sửng sốt, nghiến răng hỏi anh nói cái gì? Anh muốn tôi quỳ xuống. Tôi cao quý như thế, cần phải quỳ xuống trước một kẻ nghèo hèn như anh. Lời còn chưa dứt đã thấy Tề Đẳng Nhàn hơi buông lỏng tay cầm lựu đạn, cần bẩy kêu răng rắc, tùy thời đều có thể bật ra. Cô có thể không quỳ, sau đó để tôi nhìn xem người cao quý như cô bị lựu đạn nổ có khác gì với người bình thường hay không. Tề Đẳng Nhàn quơ lựu đạn trong tay, thản nhiên uy hiếp. Anh, đồ vô sỉ, anh lại dám dùng thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy để hù dọa một cô gái yếu đuối. Sở Băng hoảng hốt luống cuống tìm trợ giúp, Từ Tổng, cô còn không mau giúp tôi. Trong tay Tề Đẳng Nhàn là một quả lựu đạn thật, Từ Ngạo Tuyết cũng không dám đánh cược với tên điên này nên sao có thể tiến lên. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng chất vấn cô gái yếu đuối. Không phải cô vừa tự xưng là cao quý. Bọn tôi đều là kẻ nghèo hèn hay sao? Tôi lặp lại một lần cuối cùng, quỳ xuống. Vừa dứt lời, hắn giơ quả lựu đạn tới trước mặt Sở Băng. Sở Băng bật khóc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều bất giác không rét mà run. Vừa này thấy Thiên Lang cả người treo đầy lựu đạn đã điên lắm rồi, nhưng bây giờ xem ra, Tề Đẳng Nhàn mới là kẻ điên thật sự. Xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn mặt vô biểu tình nhìn Sở Băng đang quỳ dưới đất, ra lệnh. Sở Băng run rẩy, khóc lóc nói tôi sai rồi. Tề Đẳng Nhàn hỏi cô sai ở đâu. Một số người đứng xem xung quanh không nhìn nổi, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có chút quá mức. Họ Tề, anh đừng quá đáng thế. Cô Sở đã quỳ xuống rồi, anh còn muốn thế nào? Đúng vậy, anh là đàn ông mà ức hiếp phụ nữ như thế thì hay lắm sao? Thật không biết xấu hổ. Làm mất mặt đàn ông chúng ta. Tề Đẳng Nhàn nghe được thì khịt mũi coi thường, nói tốt thôi, vậy trong số các người, ai bằng lòng đi lên thay cô Sở không? Lời này vừa nói ra, nhất thời không ai trả lời. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, nói vừa rồi cô ta hống hách như vậy cũng không thấy các người đứng ra hành hiệp trượng nghĩa giúp tôi nha. Sao bây giờ cả đám lại như con khỉ nhảy ra vậy? Nào, tới đây, tôi cho các người cơ hội đứng trước mặt tôi nói chuyện.
Nói xong, hắn quơ quơ lựu đạn trong tay. Đám người xung quanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, làm gì có tên ngu nào dám tiến lên. Hướng Đông Tinh thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười mà bất đắc dĩ lắc đầu. Thật tò mò không biết cái tính cách ngang bướng cố chấp này của Tề Đẳng Nhàn được hình thành như thế nào. Thấy mọi người đều không nói gì nữa, lúc này Tề Đẳng Nhàn mới liếc mắt nhìn Sở Băng một cái, lạnh nhạt nói hỏi cô đấy, sai ở đâu? Tôi không nên kiêu ngạo hống hách, nói ra những lời quá đáng như vậy, lại càng không nên đánh cô Kiều, sắc mặt Sở Băng trắng nhợt, vẻ như đưa đám. Có thể nói, ngày hôm nay cô ta đã mất hết mặt mũi. Tề Đẳng Nhàn nghe nhưng không nói gì, ý bảo cô ta tiếp tục. Tôi không nên xem thường người khác, không nên lãng phí lương thực. Sở Băng nơm nớp lo sợ, thừa nhận lỗi sai của bản thân. Tề Đẳng Nhàn hỏi vậy cô cảm thấy mình có nên xin lỗi không? Có, đều là lỗi của tôi, cô Kiều, vừa rồi là do tôi xúc động, tôi không nên đánh cô. Sở Băng lau nước mắt nói, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Kiều Thu Mộng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói vậy cứ như vậy đi, không sai biệt lắm là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, sau đó cắm lại chốt an toàn. Trùng hợp lúc này Thiên Lang bò ra khỏi bể bơi, thật vất vả mới tìm lại được chốt an toàn, lấy lựu đạn trong miệng ra rồi cắm chốt vào. Chả cậu này, Tề Đẳng Nhàn tùy tay ném lựu đạn về phía cậu ta. Thiên Lang cho rằng chốt an toàn của quả lựu đạn này đã bị kéo ra. Sợ tới mức vội vàng nằm xuống đất ôm đầu. Đến khi lựu đạn rơi xuống bên cạnh mới thấy rõ ràng. Điều này làm cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhặt lựu đạn lên rồi cất vào trong ngực. Từ Ngạo Tuyết tức giận đến cả người đều đang run rẩy, người này còn khoe khoang rằng trước kia ở vùng Trung Đông lợi hại cỡ nào, kết quả bị Tề Đẳng Nhàn chỉnh cho thành sợ sệt nhát gan thế này. Tôi đã nói mắt nhìn người của Từ Tổng không được tốt lắm, thuần túy là hành vi ngu xuẩn phí tiền mà thôi. Tề Đẳng Nhàn cười mỉa. Từ Ngạo Tuyết nói không nên lời, vốn tưởng rằng lần này có thể hung hăng giáo huấn Tề Đẳng Nhàn một chút, không ngờ người mất mặt cuối cùng lại là chính mình. Cô ta đột nhiên cảm thấy mình như trở thành tên hề. Được rồi, chuyện dừng ở đây thôi, mọi người đều tản đi. Lúc này Hướng Đông Tinh đi ra, bình tĩnh đuổi người. Mọi người cũng đều nể tình mà không hề tiếp tục đứng hóng, giống như chim thú chạy nạn mà xôn xao rời đi. Từ Ngạo Tuyết trầm giọng chất vấn chuyện cứ vậy mà thôi sao? Từ Tổng còn muốn như thế nào nữa? Sắc mặt Hướng Đông Tinh đã có chút khó coi. Hướng Tổng cảm thấy thế nào? Từ Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ chuẩn bị làm lớn chuyện. Nhưng ngay lúc này, một ông già với dáng vẻ quản gia từ trong biệt thự đi ra. Quản gia đầu tiên là hơi khom lưng chào hỏi Hướng Đông Tinh, nói Hướng Tổng. Quản gia tiên sinh, Hướng Đông Tinh cũng hơi đáp lễ. Tề Đẳng Nhàn ngây người, sao hắn không biết trong biệt thự của mình có quản gia chứ? Quản gia ho khan một tiếng, nói lão gia của chúng ta nói các người ở chỗ này gây náo loạn có chút quá đáng, cãi cọ ầm ĩ, ảnh hưởng tới ngài ấy nghỉ ngơi. Ngài ấy hy vọng mọi người có thể buông xuống tranh chấp, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, đừng lại tiếp tục dây dưa nữa. Nếu không, ngài ấy sẽ không vui. Tề Đẳng Nhàn hiểu ra. Quản gia này hẳn là do Hướng Đông Tinh đặc biệt tìm tới để diễn kịch. Vương Hổ nhướng mày, nói lớn lão gia của các người là ai? Bảo chúng tôi bỏ qua tranh chấp. Vương Tổng, nói cẩn thận, Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng quát Vương Hổ dừng lại, tránh cho anh ta lại nói ra lời gì không hay. Cô ta hít một hơi thật sâu, nói nếu là ý của Sở tiên sinh thì tôi cũng chỉ có thể nể mặt ngài ấy. Vương Hổ khó hiểu, không biết vì sao Từ Ngạo Tuyết lại kiêng kỵ như vậy. Nhưng, người có thể làm Từ Ngạo Tuyết kiêng kỵ tới vậy, hẳn là bối cảnh phía sau không bình thường nên anh ta cũng không dám lắm miệng nữa. Hướng Đông Tinh nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết giống như thật sự bị dọa sợ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẫn treo ý cười, nói hôm nay tôi mượn biệt thự này từ một vị lão tổng thần bí để mở tiệc vì muốn mọi người vui vẻ, chứ không phải gây náo loạn ầm ĩ không vui. Các vị, vứt hết ân oán sang một bên, vui vẻ hưởng thụ đi. Nói xong. Hướng Đông Tinh trực tiếp xoay người rời đi tiếp đón các đoàn khác khác. Sở Băng dương dương cắn răng nói Từ Tổng, thật sự cứ như vậy bỏ qua sao? Chủ nhân của biệt thự này không giống bình thường, nếu người đó đã cử quản gia tới nói chuyện vậy thì một sự nhịn chín sự lành đi. Từ Ngạo Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, vị lão tổng thần bí sở hữu căn biệt thự này có lai lịch không nhỏ.
Mọi người đều thầm nghĩ trong lòng, có thể để cho quản gia đi ra nói mấy câu đơn giản đã dọa lui Từ Ngạo Tuyết, cũng không phải là một việc dễ dàng. Hướng Đông Tinh muốn chính là hiệu quả như vậy, nghe thấy những người khác thầm nghị luận, trong lòng cô ta không khỏi đắc ý. Trống rỗng hư cấu ra một vị lão tổng thần bí như vậy, trong tương lai sẽ mang đến cho cô ta càng nhiều thuận lợi. Ngay cả Kiều Thu Mộng cũng nhịn không được hỏi Vân Uyển, cậu có biết vị lão tổng thần bí đó là người như thế nào không? Lợi hại quá! Lý Vân Uyển cảm thấy khá buồn cười, vị lão tổng thần bí này không phải chính là Tề Đẳng Nhàn hay sao? Nhưng cuối cùng, cô ta chỉ lắc đầu nói không biết. Kiều Thu Mộng nhịn không được thở dài, nếu tớ có thể kết bạn với vị lão tổng thần bí này thì tốt rồi, tương lai phát triển nhất định rất khả quan. Lý Vân Uyển lại cảm thấy Kiều Thu Mộng hiện tại đang ở trong phúc mà không biết phúc. Sở Băng đã không còn mặt mũi nào tham gia bữa tiệc, sau khi chuyện này kết thúc thì lập tức rời khỏi. Trước khi đi, còn không quên hung ác trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn. Chỉ là, Tề Đẳng Nhàn căn bản không để chuyện này trong lòng. Anh đừng không để tâm đến mọi chuyện như vậy được không? Dù gì Sở Băng cũng là người đế đô, hơn nữa là một ngôi sao lớn như vậy, khẳng định là có hậu trường hay cha nuôi gì đó. Lý Vân Uyển thấy Tề Đẳng Nhàn tùy tiện như vậy, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nếu cô ta không phục thì cứ việc gọi người đến đối phó tôi. Nếu có thể khiến tôi cúi đầu thì coi như cô ta lợi hại. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói. Lý Vân Uyển bật cười, tôi thích tính cách không gì sánh được này của anh, thưởng cho anh bôi kem chống nắng hộ tôi đấy. Trong lúc nói chuyện, Lý Vân Uyển ném một tuýp kem chống nắng vào tay Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, phần thưởng cái quỷ gì vậy? Sao cô không tự bôi? Lý Vân Uyển nhếch miệng cười, vậy tôi tìm đàn ông khác đến giúp tôi và Mộng Mộng bôi kem mới được, người ta nhất định sẽ cực kỳ đồng ý làm giúp. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, vẻ mặt điềm tĩnh vặn nắp chai ra. Mộng Mộng, mau tới đây, tớ đã bảo anh Tề bôi kem chống nắng cho chúng ta rồi này. Lý Vân Uyển hô to về phía Kiều Thu Mộng, đồng thời, cởi chiếc khăn tắm đang khoác trên người. Không thể không nói, dáng người của Lý Vân Uyển thật sự rất tuyệt, có thể coi là thuộc top đầu. Trước lồi sau vỉnh, eo thon chân dài, mặc đồ bơi bikini quả thực rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Phẩy! Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói, không cần, tớ không cần bôi kem chống nắng, tớ chuẩn bị bơi thêm một lát nữa. Dứt lời, cô ta xoay người đi về phía bể bơi, nhảy lên vô cùng tao nhã rồi chui xuống nước, nhẹ nhàng uyển chuyển như mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Xem ra anh không có diễm phúc này. Lý Vân Uyển thả tay Tề Đẳng Nhàn ra, trực tiếp nằm sấp trước ghế dài. Tề Đẳng Nhàn đổ kem chống nắng vào lòng bàn tay, khi bôi đến đôi chân dài của Lý Vân Uyển thì cổ họng bất giác nuốt một ngụm nước miếng lớn. Anh Tề, trông anh không hiểu sự đời như vậy mà còn nói mình từng lướt qua vạn bụi hoa sao? Lý Vân Uyển nhịn không được mà đùa giỡn, chống đầu phô bày cơ thể thành hình chữ S, quyến rũ mê người. Còn lâu, tôi thực sự từng qua lại với vô số cô gái, cô thì biết cái gì? Tề Đẳng Nhàn vẫn mạnh miệng. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Vân Uyển để cho đàn ông tiếp xúc thân mật với mình như thế, mỗi tấc da thịt Tề Đẳng Nhàn chạm vào, trái tim cô ta đập loạn nhịp. Chỉ là, cô ta vẫn giả vờ làm một ngự tỷ trưởng thành, nói cười tự nhiên, thậm chí còn chứa chút ý cười đùa. Phía trước đã bôi xong, Lý Vân Uyển vừa nhấc đầu thì phát hiện Tề Đẳng Nhàn đã mặt đỏ tai hồng. Cô ta khẽ mím môi, nhẹ giọng hỏi, bây giờ tôi hỏi anh, đây có tính là phần thưởng không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngượng ngùng cười, nói tính. Lý Vân Uyển xoay người lại, nằm sấp trên ghế dài rồi nhẹ giọng nói, còn có sau lưng chưa bôi đâu. Tề Đẳng Nhàn không khỏi lại nuốt nước bọt ừng ực, có điều, càng quá mức hơn chính là, Lý Vân Uyển vươn tay ra sau cởi bỏ dây lưng áo tắm. Anh đừng câu nệ như thế, dù sao anh cũng là đàn ông lướt qua vạn bụi hoa, nếu trong lúc bôi kem chống nắng, anh đụng vào một số nơi không nên động thì tôi cũng không trách anh. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng cười, triển lãm bờ lưng trắng muốt nuột nà. Kiều Thu Mộng bơi một vòng, phát hiện Tề Đẳng Nhàn đang bôi kem chống nắng cho lưng Lý Vân Uyển, thậm chí còn nhìn thấy Lý Vân Uyển cởi cả dây áo tắm, lửa giận bất giác trồi lên trong lòng. Khi ngọn lửa này lên tới đỉnh đầu, hình như lại biến thành màu xanh lục. Cô ta sắc mặt khó coi hừ lạnh. Tôi mới sẽ không ghen vì loại đàn ông này. Vân Uyển, nếu cậu thích bị hắn ăn đậu hũ thì cứ việc. Kiều Thu Mộng hung tợn cắn răng rồi lại lặn vào đáy bể. Tề Đẳng Nhàn vừa bôi kem chống nắng cho Lý Vân Uyển,
trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ đến có phải nên cho Hướng Đông Tinh mượn biệt thự thêm vài lần, để cô ta tổ chức những buổi tiệc như thế này. Cảm ơn. Lý Vân Uyển cười, nói giúp tôi buộc dây lưng đi. Tề Đẳng Nhàn cảm giác mình như mắc bệnh Parkinson, đôi tay không ngừng run rẩy, buộc nơ bướm mấy lần nhưng đều thất bại. Mẹ nó, mình quá không tiền đồ rồi. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mà mắng chính mình một câu, cuối cùng cũng buộc được cái nơ đáng chết này. Lý Vân Uyển giả mạo ngự tỷ trưởng thành nên cứ đùa giỡn hắn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô để một người đàn ông bôi kem chống nắng cho mình, tuy miệng rất lợi hại làm Tề Đẳng Nhàn liên tiếp bại lui, nhưng trên mặt cô cũng đã đỏ bừng. Lúc này, mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Hướng Đông Tinh xuất hiện. Lần này cô ta xuất hiện khiến mọi người xôi trào. Chỉ thấy, Hướng Đông Tinh mặc bộ đồ tắm bó sát người, thân cao 1m7, một đôi kiếm nhật thon dài trắng nõn nuột nà lộ ra bên ngoài. Kích cỡ áo tắm rất vừa vặn hơn nữa mặc lên còn rất thoải mái, phác họa ra đường con cơ thể hoàn mỹ sánh với được những người mẫu hàng đầu. Trước ngực là cổ chữ V khoét sâu, khe ngực sâu hút câu hồn. Phía sau lưng là dây buộc chiều dây đằng, tăng thêm một bút quyến rũ. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có một điều mở rộng tầm mắt. Tuy Hướng Đông Tinh tính cách lạnh lùng, thủ đoạn thương nghiệp cực kỳ tàn nhẫn, nhưng sự thật là cô ta cũng là một người đẹp nức tiếng, làm vô số đàn ông doanh nhân thành đạt mơ ước. Hôm nay, cô ta mặc một thân áo tắm đỏ bỏ sát như vậy, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đẹp không? Tề Đẳng Nhàn cảm giác được thịt ở eo bị nhéo, có chút đau. Bên tai truyền đến giọng nói chất vấn có chứa ghen tuông của Lý Vân Uyển. Tề Đẳng Nhàn còn không kịp nói gì, Hướng Đông Tinh đã giơ tay lên, mỉm cười hỏi vị nào bằng lòng đi lên giúp tôi bôi kem chống nắng không? Các quý ông sửng sốt, sau đó nháy mắt giống bỏ đồ sống vào dầu sôi, lập tức sôi nổi nhao nhao đề cử bản thân. Ngay lúc này, Tề Đẳng Nhàn chợt đứng dậy, thân thể tựa như mũi tên lao ra. Đồ háo sắc đáng chết. Lý Vân Uyển thấy một màn như vậy, không khỏi tức giận đến dở khóc dở cười, sau đó hung hăng cắn răng. Không thể không nói, Hướng Đông Tinh quả thật xinh đẹp, dáng người cũng là đứng đầu, nhưng cũng không thể nói mình không bằng cô ta chứ. Tề Đẳng Nhàn này, vừa bôi cho mình xong mà, có cần gấp gáp vậy không? Ngay cả Hướng Đông Tinh đều có chút ngạc nhiên trước tốc độ của Tề Đẳng Nhàn, cô ta đang định nói cái gì thì Tề Đẳng Nhàn đã chạy lướt qua, ở khoảng cách bể bơi còn có 5 mét đã nhảy lên, tựa như một con cá bay vào bể bơi. Dáng người đó, mạnh mẽ đến làm người cảm thấy có chút hoa mắt. Hai người Lý Vân Uyển và Hướng Đông Tinh đều không hẹn mà cùng sửng sốt, sao Tề Đẳng Nhàn lại nhảy vào bể bơi. Lý Vân Uyển cảm thấy Tề Đẳng Nhàn là hướng về phía Hướng Đông Tinh, chính Hướng Đông Tinh cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn là chạy về phía mình. Lúc này, Kiều Thu Mộng đang giãy giụa trong bể bơi. Cùng lúc khi Hướng Đông Tinh xuất hiện, chân Kiều Thu Mộng bị chuột rút. Do chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cô ta không có kinh nghiệm, nhất thời kinh hoàng vùng vẫy, bắp chân đau nhức lại không ngừng sặc nước nên sức lực dần yếu đi và chìm xuống nước. Trùng hợp là lúc này ánh mặt mọi người bị Hướng Đông Tinh hấp dẫn, thế nên không ai chú ý tới cô ta sắp chết đuối. Chẳng lẽ, mình cứ như vậy chết ở chỗ này, chết uất ức thế này ư? Có ai không, có ai có thể chú ý tới tôi không? Từ miệng Kiều Thu Mộng không ngừng tuôn ra bong bóng khí, cả người từ từ chìm xuống, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Bị sặc nước khiến phổi cô ta rất khó chịu. Cô ta mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang bơi về phía mình, trong lòng không khỏi nghĩ là ai. Mình sắp được cứu ư. Sau khi lặn xuống, Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng bơi đến chỗ Kiều Thu Mộng và kéo cô ta lên khỏi mặt nước, lại dùng một chút lực, trực tiếp nâng cô ta lên bờ. Lúc này Lý Vân Uyển mới chú ý tới Kiều Thu Mộng suýt chết đuối, vội vàng chạy đến, thấy Kiều Thu Mộng đã hôn mê thì hốt hoảng gọi Mộng Mộng, cậu sao thế? Cậu đừng làm tớ sợ. Tề Đẳng Nhàn ướt rầm rề trèo lên bờ, ngồi quỳ một chân trên đất, đỡ cơ thể Kiều Thu Mộng nằm lên đùi mình rồi vỗ mạnh sau lưng cô ta mấy cái. Khụ. Kiều Thu Mộng há mồm lập tức nôn ra một đống nước, ngay cả nước mắt nước mũi cũng đều chảy ra. Sau khi Tề Đẳng Nhàn vỗ nhiều lần mới làm Kiều Thu Mộng nôn ra hết nước, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hướng Đông Tinh cũng bị kinh động, đi tới hỏi thăm Kiều Tổng, cô không sao chứ? Tề Đẳng Nhàn đợi Kiều Thu Mộng nôn hết nước rồi thì đỡ cô ta đứng dậy, Kiều Thu Mộng sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Thật ngại quá, Hướng Tổng, vừa rồi tôi đang bơi thì chân bị chuột rút. Kiều Thu Mộng liên tục ho khan nói.
Phó trưởng phòng Tề, anh đưa Kiều Tổng đi nghỉ ngơi đi. Hướng Đông Tinh gật đầu, nói. Kiều Thu Mộng đang mất sức không đi lại được, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp khom lưng bế cô lên, đi vào trong biệt thự. Kiều Thu Mộng giãy giụa nói anh thả tôi xuống ngay. Nhiều người như vậy, có mất mặt không? Chúng ta là vợ chồng, tôi ôm cô không phải chuyện đương nhiên sao? Tề Đẳng Nhàn không khỏi khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Anh Kiều Thu Mộng trực tiếp không nói nên lời, chỉ có thể tùy ý hắn ôm mình đi vào biệt thự. Lý Vân Uyển nhìn mà ghen tị, nhưng cũng không nói thêm gì và càng không theo vào trong. Sau khi vào biệt thự, Tề Đẳng Nhàn ôm Kiều Thu Mộng đi thẳng lên tầng 2, mở cửa phòng ra rồi đặt cô ta lên giường để cô ta nghỉ ngơi. Ngay sau đó hắn mở tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra quần áo của mình rồi quay đầu đi vào phòng vệ sinh. Kiều Thu Mộng không khỏi sửng sốt một chút. Trong tủ quần áo này thế mà lại đều là quần áo của Tề Đẳng Nhàn. Hơn nữa, cô ta còn thấy bộ Âu phục của nhãn hiệu Boss mà cô ta mua cho Tề Đẳng Nhàn. Chuyện này, sao có thể? Kiều Thu Mộng kinh ngạc nhìn kỹ tủ quần áo, xác định đây đều là của Tề Đẳng Nhàn. Đến khi Tề Đẳng Nhàn đổi quần áo sạch đi ra thì Kiều Thu Mộng mới lấy lại tinh thần. Cô ta quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, hỏi sao nơi này lại có quần áo của anh? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp tôi ở đây mà, có gì lạ sao? Kiều Thu Mộng nghĩ, biệt thự này là do Hướng Đông Tinh mượn từ chỗ lão tổng thần bí để tổ chức tiệc, Tề Đẳng Nhàn có thể ở chỗ này, khẳng định là nhờ phúc của Hướng Đông Tinh. Vì để chuẩn bị cho bữa tiệc nên Hướng Đông Tinh để hắn ở lại nơi này. Nghĩ thông suốt theo cách này, Kiều Thu Mộng không hề rối rắm nữa mà chỉ còn chút ngạc nhiên, không ngờ Hướng Đông Tinh lại coi trọng Tề Đẳng Nhàn như thế. Anh ở biệt thự của người ta nhưng không thể nói biệt thự này là của anh được. Làm như vậy không tốt, để người khác biết thì sẽ rất mất mặt. Kiều Thu Mộng lên giọng dạy bảo. ..... Tề Đẳng Nhàn đầy đầu dấu chấm hỏi, không rõ lời này của Kiều Thu Mộng là có ý gì. Kiều Thu Mộng nói Hướng Tổng coi trọng anh, để anh giúp cô ta chuẩn bị bữa tiệc này nên cho anh ở lại đây hỗ trợ cô ta bố trí, phải không? Tề Đẳng Nhàn nói biệt thự này vốn là của tôi. Là Hướng Đông Tinh mượn của tôi được chứ? Mấy chuyện bố trí trang trí đều do cô ta tự tay sắp xếp mà. Kiều Thu Mộng không nhịn được mà nhíu mày, lạnh giọng nói Tề Đẳng Nhàn, lần trước anh nói dối đã bị Ngọc Tướng Quân giáp mặt vạch trần, có thể đổi một bộ lý do khác không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy làm như vậy rất mất mặt hay sao? Rõ ràng không phải của mình lại cố tình nhận vơ nói là của mình. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì anh vĩnh viễn không xứng với tôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Kiều Thu Mộng, cười ha hả, nói tôi nói thật thì cô không tin, nói nhiều thì lại trách móc tôi. Kiều Thu Mộng sắc mặt âm trầm nói một căn biệt thự trị giá 2 tỷ, anh cảm thấy anh mua nổi sao? Không mua nổi, căn biệt thự này là người khác tặng tôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp lại. Vậy mặt anh cũng lớn thật đấy. Kiều Thu Mộng cắn răng cười lạnh. Tề Đẳng Nhàn vừa mới cứu cô ta ở bể bơi. Theo lẽ thường thì lúc này tình cảm của hai người sẽ nhân đó mà tiến triển. Nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra, tiến triển không thấy lại biến thành lùi lại, thậm chí cuộc nói chuyện càng thêm gay gắt. Tề Đẳng Nhàn cũng không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với Kiều Thu Mộng, nói được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tốt nhất là ngủ một giấc lấy lại tinh thần. Nói xong hắn lập tức xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại. Kiều Thu Mộng bất giác cảm thấy buồn bã, ngay sau đó, cô ta lắc đầu. Tức giận thở phì phì mà đấm gối, bực bội nói lại không phải tôi sai. Anh thích khoác lác mạnh miệng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lật xe. Thật không biết người như vậy sao lại được Hướng Tổng trọng dụng. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình có lòng tốt giúp đỡ lại bị coi là lòng lang dạ thú, cứu Kiều Thu Mộng một mạng, không được cảm ơn thì thôi, ngược lại còn không thể hiểu được lại bị quở trách. Tương phùng nếu chỉ như mới gặp. Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của Nạp Lan Tính Đức khi viết câu thơ này. Kiều Thu Mộng của hiện tại, thực sự kém xa Kiều Thu Mộng lúc nhỏ trong lòng hắn. Lý Vân Uyển đi đến Tề Đẳng Nhàn rồi vỗ mạnh vai hắn một cái, nói hay, anh Tề, sao anh lại đứng đây đọc thơ thế này? Tề Đẳng Nhàn không khỏi bất đắc dĩ cười cười, nói không có gì. Anh lại cãi nhau với Mộng Mộng à? Lý Vân Uyển hai mắt tròn xoe, không dám tin mà hỏi. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ gật đầu. Lý Vân Uyển cảm thấy, quan hệ của hai người này phòng chừng rất nhanh sẽ đi đến hồi kết, Tề Đẳng Nhàn vừa mới cứu mạng Kiều Thu Mộng nhưng vừa quay đầu đã lại cãi nhau, sao lại thế này chứ?
Kiều Thu Mộng hơn 2 tiếng đồng hồ mới lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi thay quần áo, lại phát hiện quần áo của mình sớm được treo trên tay nắm cửa. Chút việc nhỏ này làm cô ta cảm thấy hơi ấm lòng. Vừa mới thay quần áo xong, Kiều Thu Mộng nhận được một cuộc điện thoại. Xin hỏi cô có phải là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị cô Kiều Thu Mộng không? Chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Lai Capital, có một số dự án muốn tìm công ty cô để hợp tác. Đối phương mở miệng đã nói ngay mục đích. Kiều Thu Mộng sửng sốt, sau đó là mừng như điên. Nhìn thấy Kiều Thu Mộng kích động như vậy, Lý Vân Uyển và Tề Đảng Nhàn đều không khỏi có chút tò mò. Mộng Mộng, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Vân Uyển đi tới, ngạc nhiên hỏi. Kiều Thu Mộng mừng rỡ như điên mà ôm lấy Lý Vân Uyển rồi hôn một cái, cười nói Vân Uyển, cậu biết ai vừa gọi điện cho tới không? Lý Vân Uyển nói xem cậu kích động như vậy, chẳng lẽ là Tom Cruise hay là Brad Pitt? Kiều Thu Mộng lườm nguýt cô ta một cái, nói không đùa nữa. Người vừa gọi cho tớ là người của Tiên Lai Capital, bọn họ có một số dự án muốn hợp tác với tập đoàn Kiều Thị chúng ta. Hoặc là nói, đây không phải hợp tác mà là bọn họ chuẩn bị mang theo tập đoàn Kiều Thị chúng ta phát tài. Còn nói, đây là mệnh lệnh từ lão tổng thần bí của bọn họ. Lý Vân Uyển ngây ra, có chút sở khóc sở cười. Tề Đảng Nhàn ở một bên thản nhiên nói thẳng là tôi bảo họ sắp xếp mấy dự án có tập đoàn Kiều Thị đấy. Cô không cần phải kích động như vậy. Anh! Kiều Thu Mộng quay đầu liền nhìn về phía Tề Đảng Nhàn, sau đó cười lạnh nói anh lại bắt đầu đấy hả? Quên tôi vừa nói gì với anh à? Lý Vân Uyển bất đắc dĩ nói Mộng Mộng, có phải cậu hiểu lầm anh Tề cái gì không? Chuyện này, hơn phân nửa thật sự là anh ấy làm. Hừ, mọi người đều nói, đây là vị lão tổng thần bí kia sắp xếp. Hắn là lão tổng thần bí sao? Kiều Thu Mộng hừ lạnh một tiếng, hỏi. Kiều Thu Mộng cũng biết, hơn 200 mẫu đất thuộc tập đoàn Kiều Thị là do tập đoàn Hướng Thị thu mua, Tiên Lai Capital cũng là do Hướng Đông Tinh dựng nên. Cô ta thậm chí còn cho rằng Tiên Lai Capital là công ty con của tập đoàn Hướng Thị cơ. Nhưng mà, trên báo đài marketing vị lão bản thần bí này nhiều như vậy, cùng với hôm nay lời nói của Hướng Đông Tinh để lộ thái độ. Tiên Lai Capital, trên thực tế thực sự có một vị đại nhân vật tọa chấn, vị đại nhân vật này chính là lão tổng thần bí. Hơn nữa, bối cảnh của người này cũng đủ để đại nhân vật từ đế đô tới như từ ngạo tuyết cũng phải kiêng dè. Lý Vân Uyển nghe Kiều Thu Mộng nói thế thì nghẹn lời, Tề Đảng Nhàn thực sự là vị lão tổng thần bí kia mà. Vị lão tổng thần bí này, cũng chỉ là nhân vật do Hướng Đông Tinh hư cấu ra dùng để làm tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Hổ Môn phải dè chừng mà thôi. Thật sự quá làm người hưng phấn, có thể hợp tác với bên đó, tập đoàn Kiều Thị rất nhanh là có thể cất cánh. Kiều Thu Mộng đầy mặt hưng phấn, đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Bữa tiệc đã gần kết thúc, Kiều Thu Mộng nhìn thấy Hướng Đông Tinh thì không khỏi chạy tới bắt chuyện. Hướng Tổng, Kiều Thu Mộng hô. Kiều Tổng, có chuyện gì sao? Cơ thể khỏe hơn chút nào chưa? Hướng Đông Tinh khách khí hỏi. Kiều Thu Mộng gật đầu, nói tôi không sao. Hướng Tổng, vừa nãy người của Tiên Lai Capital gọi cho tôi. Nói là lão tổng thần bí đã sắp xếp giao cho tập đoàn Kiều Thị chúng tôi mấy dự án hợp tác. Tôi nghĩ, nếu Hướng Tổng và lão tổng thần bí quen thuộc như vậy, có thể giới thiệu cho tôi không? Tôi muốn giáp mặt cảm ơn ngài ấy. Lời nói của Kiều Thu Mộng làm Hướng Đông Tinh không khỏi sửng sốt, trên mặt thậm chí để lộ ra biểu tình cạn lời. À, chuyện này, Hướng Đông Tinh ho khan một tiếng, cô cũng biết, lão tổng thần bí rất thần bí, cho nên... Chuyện này thứ lỗi cho tôi không giúp được gì. Kiều Thu Mộng nhất thời có chút thất vọng, thở dài nói ngài ấy giúp tôi như vậy, là quý nhân trong sinh mệnh của tôi thực sự muốn cảm ơn ngài ấy. Hướng Đông Tinh không khỏi lắc đầu, cười nói có lẽ vị lão tổng thần bí này hứng thú với cô. Hướng Tổng có ý gì? Kiều Thu Mộng sửng sốt, mặt đỏ bừng. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngài ấy để cho Hướng Tổng thu mua lô đất của từ tập đoàn Kiều Thị của chúng tôi với giá thấp nên chuẩn bị bồi thường Kiều gia một chút sao? Hướng Đông Tinh bình tĩnh nói lão tổng thần bí này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tôi cũng không dám tùy tiện phỏng đoán suy nghĩ của ngài ấy. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ giúp cô hỏi một chút, xem ngài ấy có muốn gặp cô hay không. Kiều Thu Mộng gật đầu nói cảm ơn Hướng Tổng. Hướng Đông Tinh cười cười. Sau đó đi sắp xếp nhân viên phục vụ chuẩn bị kết thúc bữa tiệc, cô ta chuẩn bị một ít quá, mỗi người đến dự tiệc đều có phần. Kiều Thu Mộng vẫn đứng tại chỗ,
sửng sốt nửa ngày mới lẩm bẩm nói vị lão tổng này có hứng thú với mình. Hướng tổng nói, là thật hay giả vậy? Phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là xấu hổ mà là khiếp sợ, sau đó là hơi chút sợ hãi. Rốt cuộc, vị lão tổng thần bí này chính là đại nhân vật. Hướng Đông Tinh nói, tôi nói với cô ấy là vị lão tổng thần bí kia có hứng thú với cô ấy, anh có thể mượn cơ hội này biểu hiện thật tốt, sau đó cho cô ấy một bất ngờ. Không cần thiết, cho dù làm vậy thì cô ấy chẳng qua chỉ là thích bối cảnh lớn mạnh của vị lão tổng thần bí kia, mà không phải một cảnh ngục nhỏ không biết chui ra từ xó xỉnh nào này. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đạm nhiên, giống như cao tăng đã nhìn thấu hồng trần. Các anh thật thú vị. Hướng Đông Tinh nghe đến đó, khóe miệng bất giác nhếch lên một độ cung rất nhỏ, lắc đầu rời đi. Ngày hôm sau Tề Đẳng Nhàn đến Thiên Lai Capital mới phát hiện, đề tài lão tổng thần bí này được marketing tốt đến mức người người đều tin. Ngay cả nhân viên trong công ty đều chạy đến hỏi hắn, Tề tổng, ông chủ lớn đứng sau công ty chúng ta là ai vậy? Có thân phận gì, lai lịch thế nào, anh có quen không? Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể cười tủm tỉm đáp, Thiên Cơ đừng hỏi. Chuyện mà lão tổng thần bí dặn các cậu phải làm tốt, sắp xếp hạng mục chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Kiều Thị cho thỏa đáng. Mở một cuộc họp đơn giản, Tề Đẳng Nhàn nhân mạnh việc này, hoàn toàn phủi sạch quan hệ giữa hắn và lão tổng thần bí do Hướng Đông Tinh đắp nặn nên. Có thể làm Tề tổng an tâm làm việc cho mình, ông chủ thần bí phía sau chắc chắn không hề tầm thường. Nói nhảm, trước khi Hướng tổng thu mua những lô đất đó, tỉnh còn chưa truyền xuống tin tức gì đâu, hiển nhiên là vị lão tổng thần bí này của chúng ta nắm được tin tức nội bộ. Có thể làm Hướng tổng hỗ trợ yểm hộ như vậy, người này nhất định không đơn giản, không chừng là ông chủ lớn nào đó ở đế đô. Đám nhân viên cấp cao trong Thiên Lai Capital, trong lòng đều có vô số ý tưởng, vừa tan ca, mọi người không hẹn mà cùng thảo luận về vị lão tổng thần bí này. Cũng chính là hôm nay, Sở Vô Đạo bị Từ Ngạo Tuyết ngộ nhận là lão tổng thần bí bước ra từ nhà tù U Đô. Không thể nói là mãn hạn tù, mà là nói, trạng thái tinh thần của anh ta đã điều chỉnh tốt, sẽ không lại xảy ra chuyện đại sát tứ phương nữa. Có thể khiến Từ Ngạo Tuyết kiêng kỵ. Đến khi bữa tiệc kết thúc, tâm trạng Kiều Thu Mộng vẫn rất rối bời. Quan hệ giữa anh và vợ kỳ lạ thật đấy. Hướng Đông Tinh khoanh tay trước ngực, trên mặt lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như cũ. Dưa hái xanh không ngọt, không thể nào làm khác được. Tề Đẳng Nhàn ngược lại khá lạc quan, chỉ là có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Hắn đương nhiên rất muốn có quan hệ tốt với Kiều Thu Mộng. Cho dù không thể thành vợ chồng thì có thể biến về như lúc trước hai đứa nhỏ vô tư bên nhau cũng tốt. Nhưng xem ra, mọi chuyện đều không như ý. Hướng Đông Tinh nhìn ra được, nói cô ấy rất không tín nhiệm anh. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ bật cười, nói không sao cả. Trải qua vài lần đánh giá, cảnh ngục U Đô và các lãnh đạo cấp cao quyết định thả Sở Vô Đạo. Vừa mới bước ra khỏi nhà tù U Đô, một chiếc xe quân sự chặn trước mặt Sở Vô Đạo. Từ trên xe bước xuống là một ông lão 70 tuổi sâu tóc bạc trắng. Ông lão tuy tuổi đã cao, nhưng tinh thần quắc thước, đôi mắt sắc bén như ưng tựa hổ, hiển nhiên là cả đời trải qua thiết huyết sát phạt. Tiểu Sở, nhận được tin tức cậu ra tù, tôi suốt đêm chạy tới đây đấy. Ông ấy nhìn Sở Vô Đạo, nói. Phó lão, ngay khi nhìn thấy ông lão, hốc mắt Sở Vô Đạo lập tức đỏ lên. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Phó Phong Vân vỗ vai Sở Vô Đạo, nói những năm gần đây, vất vả cậu rồi. Nhưng mà, quốc gia này vẫn cần cậu tỏa sáng. Sở Vô Đạo chán nản cười đáp, phó lão, ông còn không nhìn ra sao. Tôi, đã phế rồi. Hiện tại, tôi chỉ là một phế nhân. Vinh quang ngày xưa, cứ để cho nó bị chôn vùi đi, tôi chỉ muốn sống yên bình nửa đời còn lại. Tôi đã phế rồi, cũng mệt mỏi, không muốn lại đánh giết nữa. Nét mặt Phó Phong Vân cứng đờ, ông ấy đương nhiên nhìn ra được, Vĩnh Dạ Quân Vương hăng hái của mấy năm trước đã không còn nữa. Lúc này đứng trước mặt ông ấy, chẳng qua chỉ là một cái người đàn ông trung niên tinh thần suy sút mà thôi. Tôi biết, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi nhận được tin tức, Vladimir trong thế giới ngầm được ca tụng là vua chiến tranh đã bí mật đi vào Hoa Quốc. Mục tiêu hành động lần này của hắn ta là chủ tịch tập đoàn Hướng Thị Hướng Đông Tinh, chuyện liên quan đến ân oán năm đó Hướng Đông Lôi ăn lẻ vũ khí của hắn ta. Trước mắt, tính cả trên dưới Hoa Quốc này, người có thể rút ra thời gian đối phó hắn ta chỉ có một mình trung tướng Ngọc Tiểu Long. Nhưng Ngọc Tiểu Long còn trẻ,
tôi sợ mình cô ấy không chống lại được Vladimir. Phó Phong Vân cũng đầy mặt bất đắc dĩ, ông ấy hiểu rõ trạng thái của Sở Vô Đạo mấy năm nay, cho nên cũng không muốn quấy rầy quyết định tỷ thế của Sở Vô Đạo, nhưng dưới tình huống Vladimir đã lẻn vào Hoa Quốc khiến ông ấy không thể không tìm tới vị thuộc hạ cũ này. Sở Vô Đạo cười khổ nói, cho dù là thời kỳ đỉnh phong của tôi, đối phó vua chiến tranh cũng không có nhiều phần thắng, Ngọc Tướng Quân, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của hắn ta. Phó Phong Vân gật đầu, ánh mắt mong chờ mà nhìn Sở Vô Đạo, hy vọng anh có thể rời núi. Nhưng bây giờ tôi mà đứng ra chẳng qua cũng là chịu chết. Phó Phong Vân hoàn toàn thất vọng. Cho nên, Sở Vô Đạo tiếp tục nói. Cho nên, Phó Phong Vân hơi ngẩn người. Cho nên tôi quyết định hướng đề cử cho ngài một người. Sở Vô Đạo nghiêm túc nói. Ai vậy? Phó Phong Vân ngạc nhiên. Sở Vô Đạo nói, nhị đương gia của nhà tù U Đô, Tề Đẳng Nhàn. Qua một hồi tìm hiểu tình hình, Phó Phong Vân lập tức ra lệnh cho thuộc hạ mau liên hệ tỉnh thưởng tỉnh Đông Hải cho tôi, bảo ông ta giúp tôi tìm một người. Bây giờ tôi sẽ lên đường đến thành phố Trung Hải, tôi muốn sau khi máy bay hạ cánh sẽ lập tức gặp được người này. Lão Tổng thần bí tan ca chưa? Đêm nay có may may được mời anh đi ăn một bữa không? Lý Vân Uyển gọi điện thoại tới, nũng nịu hỏi. Lão Tổng thần bí rất bận, không rảnh. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp. Ồ, vậy anh hỏi giúp tôi xem nhân viên của Lão Tổng thần bí, Tề Đẳng Nhàn có rảnh không? Lý Vân Uyển lại hỏi, trong lời nói khó nén ý cười. Tề Đẳng Nhàn nói hơn phân nửa là có rảnh, ăn ở đâu đây? Vừa dứt lời, hắn lập tức nhìn thấy xe của Lý Vân Uyển đã dừng ở ven đường đối diện. Thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của cô ta, Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy trái tim như nóng lên. Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng thích ở chung với người phụ nữ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của mình. Vừa lên xe, Tề Đẳng Nhàn lại nhận được một cuộc điện thoại. Nhị đương gia, tôi ra tù, nhân tiện đề cử cậu với một vị lão lãnh đạo. Đối phương trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Lão lãnh đạo nào? Tôi không có thời gian rảnh ứng phó những người đó. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói, Sở Vô Đạo, tôi cảnh cáo anh, đừng gây phiền phức cho tôi, nếu không. Tốt. Đối phương cúp máy. Tề Đẳng Nhàn chưa nói xong đã bị cúp điện thoại, tức khắc giận sôi máu, thở hồng hộc. Thằng chó này, được ra tù cảm thấy tôi không có biện pháp quản anh, cho nên dám cúp điện thoại của tôi đúng không? Tề Đẳng Nhàn nghiến răng, trong ánh mang theo sát khí. Lý Vân Uyển không khỏi dè dặt hỏi làm sao vậy. Tề Đẳng Nhàn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, lắc đầu, nói tôi cũng không rõ nhưng hình như tôi bị tên này bán đứng rồi. Anh vừa rồi nói là Sở Vô Đạo, người mà Ngọc Tiểu Long muốn gặp nhưng vẫn luôn không thể gặp hả? Lý Vân Uyển rất tò mò. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn buông di động, có chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn mới chú ý tới, Lý Vân Uyển mặc tất lưới đen giống hệt ngày đó. Hôm đó sau khi hắn uống say, vừa sờ vừa khen đẹp. Váy liền thân cúp ngực màu trắng phác họa ra dáng người hoàn mỹ, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình không quá lộ ra da thịt hay vẻ đẹp kiều diễm, trên đùi tất lưới của Balenciaga mà ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng phải khen đẹp, dưới chân là đôi bốt Martin của Hermes. Người phụ nữ này, tựa hồ luôn đi trước xu hướng thời trang. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn thẳng tắp nhìn chân cô ta. Trong miệng lẩm bẩm hỏi hôm nay còn có thể sợ sao? Ha ha ha, vậy phải xem hôm nay anh uống thế nào? Lý Vân Uyển nhìn không được cười ha hả, cảm thấy có những lúc Tề Đẳng Nhàn biểu hiện chân chất ngây thơ thật sự đáng yêu. Lý Vân Uyển lái xe dẫn Tề Đẳng Nhàn tới rồi nhà hàng, sau khi vào phòng ăn riêng thì bảo nhân viên phục vụ mau chóng mang thức ăn lên. Lý Vân Uyển ngồi gần Tề Đẳng Nhàn, thục nữ khép đầu gối, đôi tay đặt ở trên đùi, dáng vẻ dịu ngoan động lòng người. Tề Đẳng Nhàn nhìn không được hỏi cô định ra chiêu gì đây? Sao lại nhìn tôi như vậy? Lý Vân Uyển không khỏi nở nụ cười, nói không có gì, chỉ là tôi cảm thấy lão tổng thần bí còn rất đẹp trai, cũng không biết đời này có cơ hội yêu đương với ngài ấy hay không. Tề Đẳng Nhàn giơ tay búng trán Lý Vân Uyển một cái, làm cho khí chất thục nữ tan hết, cô ta dương nanh múa vuốt muốn trả thù. Cả người Lý Vân Uyển đều ghé lên chân Tề Đẳng Nhàn, duỗi tay bóp mặt hắn. Xoa thành các loại hình dạng rồi đắc ý bật cười. Hôm qua anh, hôm qua cô, hai người không hẹn mà cùng mở miệng, nhưng chợt dừng lại. Lý Vân Uyển nói anh nói trước. Tề Đẳng Nhàn nói được rồi, tôi muốn hỏi sao hôm qua cô không ở lại.
Ha, tôi cũng đang muốn hỏi, sao hôm qua anh không giữ tôi ở lại? Lý Vân Huyền mím môi cười. Dường như sau chuyện bôi kem chống nắng, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Nói xong, hai tay Lý Vân Huyền vẫn để trên má Tề Đằng Nhàn, rồi nhắm mắt lại chủ động hôn hắn. Hai đôi môi chạm nhau, Tề Đằng Nhàn duỗi tay ôm sát vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, một bàn tay khác lần xuống sờ cặp chân dài từng khiến hắn sao xuyến. Lý Vân Huyền hôn rất nhập tâm, Tề Đằng Nhàn thì cực hưởng thụ. Hắn chuẩn bị tử xem những nơi khác có phải cũng, nhìn đẹp sở thích, hay không thì cửa phòng chợt vang một tiếng. Lý Vân Huyền như con thỏ giật mình mà nhảy ra khỏi lòng ngực hắn, sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Mình thật là bị quỷ mê đầu, sao lại hôn hắn ở nơi này chứ? Tề Đằng Nhàn nhìn tay phải sắp được hưởng thụ lại bị cắt ngang giữa chừng, cảm giác giống như khi leo núi nắm được tảng đá nhưng tảng đá kia đột nhiên bị gãy vậy. Vì thế, hắn rất phẫn nộ. Ngay sau đó, cửa lại vang lên tiếng động lớn hơn, một người phụ nữ lảo đảo mở cửa ngã vào. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy dài liền thân, lúc này vô cùng nhếch nhác, đầu tóc ướt sũng, quần áo xộc xệch. Trương Nhu, sau khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ kia, Tề Đằng Nhàn không khỏi sững người. Người phụ nữ này chính là em vợ của Diệp Phong, Trương Nhu, hay cũng chính là em gái của Trương Tĩnh, hôm ở quán ba hắn đã gặp qua một lần. Diệp Phong chính là thư ký khách mời được đặc biệt Long Môn phân phó ở tỉnh Đông Hải, người có bối cảnh to lớn như vậy, thế nhưng em vợ lại bị ức hiếp sao? Lý Vân Huyền cũng đã bị dọa sợ không ít, một màn vừa rồi thật khiến người ta hiểu lầm. Nếu Tề Đằng Nhàn thực sự chỉ là bạn trai bạn gái bình thường thì không vấn đề gì cả, nhưng Tề Đằng Nhàn bây giờ chính là chồng của Kiều Thu Mộng. Dù chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, thì hắn vẫn là người đàn ông đã có gia đình. Sau khi Trương Nhu ngã vào trong phòng, lập tức một tên đàn ông đầu chọc đem theo vài tên thuộc hạ của gã lao vào. Con đàn bà thối tha này, không thèm nể mặt cho tao phải không? Đưa mày đi hầu hạ tiểu đà chủ thật tốt, cho ngươi cơ hội đổi đời, vậy mà con dám chống đối à? Mày thực sự nghĩ mình tài giỏi rồi phải không? Hôm nay nếu không hầu hạ tiểu đà chủ cho thật tốt, xem ông đây có tìm mấy tên đàn ông đến giết mày không? Tên đàn ông đầu chọc vẻ mặt hung ác, tiến tới túm lấy tóc của Trương Nhu, lôi nàng từ mặt đất đứng lên. Trương Nhu kinh hoàng đứng dậy hét lớn, vùng vẫy liên tục, nhưng hoàn toàn vô ích, sức của tên đầu chọc kia rõ ràng lớn hơn cô rất nhiều. Tên đàn ông đầu chọc vung tay tát vào mặt Trương Nhu, lạnh giọng nói ngoan ngoãn theo ông đây quay về hầu hạ tiểu đà chủ thật tốt, đừng quấy phá nữa, nếu không sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Cho dù là anh rể đi nữa, cũng không gánh nổi đâu. Trương Nhu kinh hãi nói các người biết anh rể của tôi là không mà lại dám ức hiếp tôi như vậy chứ. Anh rể mày không phải là Diệp Phong sao? Nói nghe cho hay thì chính là khách khanh, còn nói khó nghe thì chính là con chó do Long Môn bọn tao nuôi mà thôi, có tư cách gì mà dám thách thức tiểu đà chủ chứ? Tên đầu chọc vẻ mặt khinh thường, lại giáng thêm một cái tát nữa vào mặt Trương Nhu. Trương Nhu bị đánh liền sợ hãi, vẻ mặt sợ sệt, nước mắt cũng đã chảy ra. Anh quen cô gái này sao? Lý Vân Huyền không nhịn được mà hỏi. Ừ, là em vợ của bạn, Tề Đằng Nhàn suy nghĩ rồi nói. Lý Vân Huyền nói cô ấy hình như đắc tội với tiểu đà chủ của Long Môn tỉnh Đông Hải rồi, phải làm sao đây? Tề Đằng Nhàn còn chưa nói gì, tên đầu chọc đã ném Trương Nhu về phía đám thuộc hạ, mấy tên kia liền lập tức giữ Trương Nhu lại không để cô chạy trốn. Hai người kia, vừa rồi đã nhìn thấy được cái gì cũng coi như chưa từng nhìn thấy. Đã hiểu chưa? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài dù chỉ nửa tiếng, tao sẽ cả nhà bọn mày chết hết. Đây chính là phong cách làm việc của Long Môn bọn tao, nếu không tin cứ đi hỏi thăm thử đi. Tên đầu chọc quay đầu nhìn hai người Tề Đằng Nhàn và Lý Vân Huyền, rồi hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói. Tề Đằng Nhàn nghe xong những lời này, không khỏi nhếch miệng cười, nói tôi vốn đã không muốn để ý đến các người, nhưng anh đã nói như thế rồi. Tôi đây cũng rất muốn thử một chút, xem Long Môn các người làm cả nhà tôi chết như thế nào đây. Nếu tính cả nhà, thì họ hàng Tề gia ở đế đô này đều có cùng huyết thống với nhau. Tên đầu chọc nghe vậy, không khỏi sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức trở nên hung ác, nói tên nhãi danh này, mày con mẹ nó muốn chết rồi à. Trương Nhu cũng nhìn thấy Tề Đằng Nhàn, trước tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, hai mắt dán chặt vào Tề Đằng Nhàn liên tục ra tín hiệu. Hy vọng Tề Đằng Nhàn có thể cứu cô, cùng lắm, cũng hãy gọi điện cho Diệp Phong. Để người ở lại,
bồi thường tiền thuốc men, sau đó tự chặt đứt hai tay của mình, rồi cút ra khỏi phòng của tôi. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Nếu không, tôi đây cũng mặc kệ long môn hay trùng môn gì của các người. Tề Đẳng nhàn nhàn nhã ngồi trên ghế, thản nhiên nói, con người vẫn luôn dán trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Vân Uyển. Rung đùi, rõ ràng không thèm để đám người kia vào mắt. Lý Vân Uyển không khỏi dở khóc dở cười, đưa tay vỗ nhẹ vào người hắn một cái, sau đó liền giấu hai chân xuống gầm bàn. Tề Đẳng nhàn tiếc nuối thu ánh mắt lại, sau đó liền nghe được tiếng cười lớn không chút kiêng nể gì của tên đầu chọc. Bỏ người lại sao? Bồi thường tiền thuốc men sao? Tự chặt hai tay sao? Tên đầu chọc lập tức đem điều kiện của Tề Đẳng nhàn lặp lại một lần nữa bằng giọng điệu vô cùng giễu cợt. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Tề Đẳng nhàn lạnh lùng nói, tao cũng cho mìa một cơ hội. Để con đàn bà này lại, để tao đem nó và Trương Nhu cùng đi hầu hạ tiểu đà chủ. Anh làm mất nhiều thời gian của tôi quá đi, vậy đưa tôi 100 vạn coi như phí bồi thường đi. Cuối cùng, anh sẽ tự chặt tay mình, rồi tôi sẽ thả anh đi. Lý Vân Uyển sững người, sau đó không khỏi có chút bực bội, đám người này, sao cứ mỗi lần như vậy đều lôi cô vào vậy chứ? Tề Đẳng nhàn lập tức đứng dậy, đá chiếc ghế bay sang một bên, ngoài cười nhưng trong không cười, nói ông đây còn chưa động qua, cái tên tiểu đà chủ kia là cái gì vậy? Sau khi Lý Vân Uyển nghe những lời độc đoán mà trực tiếp này của hắn, sắc mặt đều đỏ bừng hết cả lên, không khỏi lén nhìn hắn một cái, hắn như này tự xem mình trở thành của riêng rồi sao? Tên đầu chọc ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đi về phía Tề Đẳng nhàn. Tên đàn ông đầu chọc này dáng dấp cao to vạm vỡ, lại thêm cái đầu chọc lóc hung hãn, trên người còn có hình xăm, dù nhìn thế nào thì cũng không phải là người dễ dây vào. Để xem ông đây có tát vào cái miệng thối của mày không? Tên đầu chọc cười lạnh nói, một cái miệng to quát vào mặt Tề Đẳng nhàn. Tề Đẳng nhàn bất động, ngay khi cái tát của tên kia sắp chạm vào má, hắn liền nhấc tay phải lên đỡ lấy. Rồi sau đó, năm ngón tay của hắn xòe ra như móng vuốt đại bàng, bắt lấy cổ tay của tên đầu chọc. Răng rắc, cũng không biết hắn đã dùng lực như thế nào, chỉ nghe một tiếng vang giòn giã, toàn bộ xương tay phải của tên đầu chọc đều bị bẻ gãy, lập tức biến dạng, các đốt ngón tay đều bị vặn ngược 90 độ. A, tên đầu chọc đau đớn phát ra những tiếng gầm gừ, tay trái tạo thành một nắm đấm, đấm thẳng vào sống mũi Tề Đẳng nhàn. Tề Đẳng nhàn không chút né tránh, thậm chí còn hạ đầu thấp xuống, để chán nhắm vào tay trái của gã ta đánh vào. Răng rắc, ngay khi nắm tay đánh vào trán Tề Đẳng nhàn, xương tay trái của tên đầu chọc lại một lần nữa phát ra những âm thanh giòn giã khi xương cốt gãy vụn, cả cổ tay đều khi bẻ gãy cong xuống, thực sự đã gãy vụn rồi. Tay phải Tề Đẳng nhàn buông cổ tay tên đầu chọc ra, cùng lúc đó hắn nhấc chân trái lên đạp vào ngực gã ta. Bù! Thân thể to lớn của tên đầu chọc như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập vào tường một tiếng, suýt chút thì ngất ngay tại chỗ. Đám thuộc hạ tên đầu chọc đều bị dọa cho ngây người, trong ấn tượng của bọn chúng, tên đầu chọc chính là một nhân vật vô cùng dũng mãnh, thế nhưng bây giờ lại có thể bị Tề Đẳng nhàn dễ dàng chặt đứt hai tay, còn bị đá bay như thế. Mày có biết bọn tao là ai không hả? Biết bọn tao làm việc cho ai không? Tên đầu chọc kêu khóc thảm thiết. Vẻ mặt vô cùng đau khổ. Không biết, nhưng tôi chỉ biết anh không nghe lời tôi. Cho nên, anh rất nhanh liền trở thành một xác chết mà thôi. Tề Đẳng nhàn mặt không biến sắc nói. Trương Nhu thấy một màn này, trong lòng không khỏi vô cùng xúc động, khó trách Diệp Phong lại kính trọng Tề Đẳng nhàn như vậy, hóa ra là vì bản lĩnh của cậu thiếu niên này, quả thực không tầm thường mà. Sau khi nghe xong lời này của Tề Đẳng nhàn, tên đầu chọc trực tiếp nhe răng cười. Nghiến răng nghiến lợi nói thẳng nhãi danh, tao cảnh cáo mày, mày gặp họa rồi con. Bất kể là tôi, hay là những người ta giúp đỡ, đều không phải là người anh có thể động vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.